Xin kính chào tất cả các quý vị đồng nghiệp. Xin chào mừng quý vị đến với buổi thứ ba trong chương trình MBT Live thăm vấn chuyên gia. Chương trình được tổ chức bởi công ty AstraZeneca và Viện Nghiên cứu Phòng chống ung thư Bệnh viện K. Hai buổi đầu tiên của chương trình MBT Live với nội dung mà các đồng nghiệp gửi đến các ca lâm sàng và có ban tư vấn đã thảo luận rất sôi nổi trên những cái ca lâm sàng mà các quý vị gửi đến. Và sau chương trình thì chúng tôi cũng đã nhận được các cái phản hồi rất tích cực từ phía các phía đồng nghiệp đóng góp cho các cái buổi MBT Live tiếp theo. Thì xin cảm ơn các phía đồng nghiệp cũng đã tiếp tục gửi các cái ca lâm sàng về cho chương trình, và dựa trên các ca lâm sàng này mà chúng tôi mới có thể tổ chức được cái buổi trao đổi ngày hôm nay. Ngay sau đây thì tôi xin giới thiệu thành viên của hội đồng tư vấn. Tôi là bác sĩ Nguyễn Thị Thái Hòa, trưởng khoa nội 2 Bệnh viện K. Tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu là phó sư tiến sĩ Phạm Hữu Lư ngồi ngay bên cạnh tôi, phó trưởng khoa phẫu thuật tim mạch và ngực của Bệnh viện Việt Đức. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Bùi Văn Giang, trưởng của khoa chẩn đoán hình ảnh hệ thống viên mắt và là trưởng của bộ môn chẩn đoán hình ảnh đại học của thuộc khối sức khỏe đại học VNG. Tiếp theo nữa là tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Công Hoàng, trưởng khoa xạ lồng ngực Bệnh viện K. Và rất tiếc là có tiến sĩ bác sĩ Lê Thu Hà, trưởng khoa nội 1, trưởng tiểu ban phổi của Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, thì là do công việc bận đột xuất nên sẽ vắng mặt trong buổi ngày hôm nay. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin được cảm ơn các bác sĩ từ nhiều bệnh viện khác nhau đã gửi các ca lâm sàng về cho chương trình, và chúng tôi rất mong sẽ tiếp tục nhận được các ca lâm sàng cho các buổi MBT Live tiếp theo. Trong số các ca lâm sàng gửi về thì để đảm bảo thời lượng của chương trình thì chúng tôi xin phép được lựa chọn ra 4 ca để trình bày trong buổi ngày hôm nay. Còn đối với các ca lâm sàng còn lại thì chúng tôi sẽ tóm tắt và trả lời ngắn gọn những câu hỏi mà các quý đồng nghiệp đưa ra. Và trong cái quá trình mà chúng ta thảo luận thì nếu như mà đồng nghiệp nào có các cái câu hỏi hoặc các cái bàn luận gì thì chúng ta chủ động đưa các câu hỏi vào trong phần chat hoặc là Q&A. Sau đây thì tôi xin trân trọng giới thiệu 4 bác sĩ sẽ giới thiệu các ca lâm sàng trong buổi ngày hôm nay. Đó là bác sĩ nội trú Trương Công Minh, Bệnh viện K. Tiếp theo là ca của bác sĩ Bùi Văn Tuấn, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Tiếp theo nữa là một ca lâm sàng của bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Mai Thùy Tiên, Bệnh viện Trung ương Huế. Và cuối cùng là của thạc sĩ bác sĩ nội trú Lữ Việt Thắng của Đại học Y Hà Nội. Và ngay sau đây thì tôi xin mời bác sĩ Trương Công Minh sẽ trình bày ca lâm sàng nhất ạ. Kính thưa các thầy cô và anh chị, và mọi người có nghe được em nói chưa? Em xin giới thiệu, em là bác sĩ Trương Công Minh, hiện đang làm việc tại khoa nội 2 Bệnh viện K. Hôm nay đến với buổi tham gia hội chẩn MDT Live, em xin trình bày báo cáo một ca lâm sàng về một trường hợp ung thư phổi không tế bào nhỏ, nghi ngờ tổn thương di căn phổi đối bên. Về thông tin hành chính của bệnh nhân nữ 61 tuổi, lý do vào viện ho khan, tiền sử khỏe mạnh. Cách vào viện 2 tháng, bệnh nhân xuất hiện ho khan, không đau ngực, không khó thở. Bệnh nhân không sốt, không gầy sút cân và đi khám phát hiện đau bụng phổi trái, nhập viện điều trị. Kết quả khám lâm sàng toàn thân, bệnh nhân tỉnh, thể trạng tốt, PS0, mạch huyết áp bình thường, khám mạch ngoại vi không xả thấy. Kết quả khám các bộ phận thì khám hô hấp, phổi bị dì hợp với năng rõ, không có tiếng gian bệnh lý. Khám tim mạch và các cơ quan bộ phận khác chưa phát hiện bất thường. Kết quả cận lâm sàng của bệnh nhân trên CT ngực có nốt đặc thủy trên phổi trái, kích thước 21x14mm và tua gai. Nhu mô thủy dưới phải có tổn thương tính mờ kích thước 26x27mm và đều. Giải phẫu bệnh của u phổi trái là ung thư biểu mô tuyến, có đột biến gen EGFR trên exon 21 L858R. Trên CT bụng và MRI sọ não chưa phát hiện di căn, bệnh nhân đã được chụp PET CT thì hình ảnh nốt tổn thương đông đặc thủy trên trái và đám kính mờ thủy dưới phải đều không bắt FDG. Có một vài hạch trung thất nhỏ hơn 10mm không tăng chuyển hóa FDG. Như quý thầy cô và các bạn đồng nghiệp có thể thấy trên hình ảnh, đây là hình ảnh u phổi trái và tua gai, hình ảnh nốt tổn thương tùy dưới phổi phải,
và tương đối đều. Hình ảnh u phổi trái này đã được sinh tiết xuyên thành. Kết quả ung thư biểu mô tuyến và có đột biến gen EGFR exon 21. Bệnh nhân này chưa được điều trị ban đầu gì ngoài điều trị kháng sinh sau khi sinh tiết phổi. Một số trường hợp mà em xin ý kiến của các thầy cô và các quý vị đồng nghiệp. Thứ nhất là trường hợp bệnh nhân PET-CT không bắt FDG ngay cả với khối u nguyên phát đã có giải phẫu bệnh dương tính, thì như vậy lúc này PET-CT còn có ý nghĩa để phát hiện các hạch trung thất hay là các tổn thương di căn xa hay không. Thứ hai là em xin ý kiến các thầy cô về vấn đề chẩn đoán và điều trị tiếp theo cho bệnh nhân này. Câu hỏi thứ ba là trong tình huống cả hai tổn thương phổi đều có giải phẫu bệnh ung thư biểu mô tuyến, thì liệu xét nghiệm gen NGS ở cả hai vị trí có xác định được là tổn thương di căn hay là hai ung thư nguyên phát không ạ? Trên đây là ba câu hỏi của em. Xin cảm ơn ca lâm sàng của bác sĩ Minh. Tôi xin tóm tắt lại cái ca bệnh này. Một trường hợp bệnh nhân 61 tuổi. Bệnh nhân này thì vào viện thì ho. Và chúng ta thấy là đây là một cái ca khá là hóc búa, bởi vì là có trên CT thì có hai cái tổn thương. Tổn thương nốt đặc ở thủy trên phổi trái 21 x 14 mm. Và nhu mô thủy dưới bên phải cũng có tổn thương. Đạn kính mờ là 26 x 27 mm. Cái giải phẫu bệnh của cái u phổi trái là đã long thư biểu mô tuyến. EGFR dương tính là L858R. Tuy nhiên là trên PET CT ấy, thì là cả tổn thương phổi bên trái và tổn thương phổi bên phải cũng như là hạch trung thất đều không có tăng chuyển hóa FDG. Và bác sĩ đang muốn xin ý kiến cộng đồng về việc chẩn đoán cũng như là điều trị cho bệnh nhân này. Vậy thì đối với câu hỏi thứ nhất, một số trường hợp PET-CT không bắt FDG ngay cả đối với u nguyên phát đã có giải phẫu bệnh dương tính như này, thì PET-CT lúc này có ý nghĩa phát hiện di căn xa hay không? Với câu hỏi này thì xin mời phó sư nhân. Vâng, xin kính chào các quý vị đồng nghiệp, kính thưa hội đồng tư vấn, hội đồng cố vấn. Đây là tôi nghĩ rằng là nếu cho phép tôi được mở rộng thêm chút thì tôi xin có mấy ý kiến như thế này. Cái thứ nhất là về cái chẩn đoán ấy, thì phải nói rằng là cái này các bạn rất là giỏi đấy, tức là các bạn chọn cái tổn thương nhỏ để xin tiết, bởi vì là cái tổn thương ở bên chiều phải là to hơn đấy. Và nếu như mà nói về cái hình thái ấy, thì cái tổn thương ở phổi bên phải ấy, không hẳn chỉ là hình ảnh kính mờ đâu, bởi vì trong đó nó có cái thành phần đặc, cái mật độ của nó bằng cái mạch máu, không nhìn cái mạch máu ở bên trong. Thế cho nên là nếu như mà gọi đúng với cái tên gọi ra thì cái nốt ở phổi phải ấy, nó là cái nốt hỗn hợp, nó đặc hỗn hợp, tức là nó có thành phần đặc ở giữa và cái thành phần kính mờ ở xung quanh, và cái nốt đấy là cái nốt mà nghi ngờ ung thư nhiều hơn. Thế cho nên là vừa to hơn vừa nghi ngờ ung thư nhiều hơn, cho nên là đáng nhẽ ra thì là chúng ta phải ưu tiên là xin tiết cái chỗ đấy trước. Thế bây giờ thì chúng ta đã có cái kết quả của cái sinh tiết của cái khối nhỏ ở phía đã đỉnh của cái phổi trái rồi. Tôi nghĩ là kiểu gì cũng phải đi đến tận cùng cái câu trả lời là bên phải nó là cái gì. Thế quay trở lại với cả câu hỏi mà các bạn đã đặt ra, tôi cho rằng là đây là một câu hỏi cũng hết sức là hay. Chúng ta cũng thường xuyên nói đến cái giá trị của PET, nhưng mà chính những nhà làm về y học hạt nhân ấy, thì người ta cũng biết cái nhược điểm của phương pháp của họ. Bất kỳ một cái ung thư nào cũng có thể là âm tính trên PET. Đối với cả ung thư phổi ấy, thì những cái thể mà ung thư biểu mô tuyến mà biệt hóa, độ biệt hóa cao ấy, hoặc là những cái thể thể lipidic ấy, tức là cái thể gọi là trước đây thì gọi là thể phế quản phế nang ấy, thì cái đó là nó không không bắt FDG. Thế cho nên là trong trường hợp đó thì là chúng ta hoàn toàn là không thể dùng cái tiêu chuẩn là bắt FDG để mà làm cái tiêu chuẩn chẩn đoán cũng như là đánh giá cái bi lăng xâm lấn ở bên ngoài. Thế thì trong trường hợp đó thì là bây giờ chẳng hạn như là đối với cả phổi thì là chúng ta dùng cái hình ảnh trực tiếp. Đương nhiên là nếu như mà có thể thì chúng ta có thể áp dụng cái thang điểm lăng rát đấy, chẳng hạn như là lăng rát trong trường hợp này thì đều là lăng rát 4, tức là cái độ ác tính là cao. Thế và khi mà lăng rát 4 thì là chúng ta phải đi đến tận cùng cái vấn đề. Thế còn thì đối với tổn thương hạch thì là chúng ta lấy cái tiêu chí là đường kính hạch ở trung thất mà trên 10 mm hoặc là hạch cổ trên 15 mm, thì lúc đấy chúng ta
nghi ngờ đến là các cái hạch di căn. Thế trong trường hợp mà các cái tổn thương hạch mà dễ tiếp cận thì là chúng ta có thể là dùng siêu âm để mà đánh giá cũng như là chọc hút tế bào. Thế thì cái câu hỏi thứ nhất thì nó hơi mở rộng hơn một chút, tức là chúng ta chẩn đoán như thế nào, sau đó thì chúng ta đánh giá cái vi lăng nó như thế nào, thì nó nằm trong cái khung cảnh đó. Tức là một cái tổn thương nếu như mà độ biệt hóa cao thì chúng ta không thể dựa vào PET được, mà chúng ta phải dựa vào các yếu tố hình thái thông thường. Và xin hết. Vâng, thế thì theo thời gian thì cái độ nhạy và độ đặc hiệu của CT và PET CT đối với u hạch và tổn thương di căn xa trong cái thư phổi là thế nào? Trong trường hợp này thì chúng ta có gần như là tất cả các yếu tố, chẳng hạn như là chúng ta có hình thái về CT, chúng ta có kết quả giải phẫu bệnh. Thế cái giải phẫu bệnh ở đây thì chỉ nói đến là adenocarcinoma thôi, chứ không nói đến là độ biệt hóa cao hay là độ biệt hóa thấp. Đấy, thế nhưng mà có kết quả của PET nữa thì suy diễn một cách ngược lại thì tôi nghĩ rằng là cái này là một cái trường hợp mà cái ung thư phổi mà adenocarcinoma mà có độ biệt hóa rất là cao. Thế cho nên là nó không bắt PET. Bởi vậy cho nên là chúng ta không thể dùng PET để đánh giá cái vi lăng được. Và cái câu chuyện là khi mà cái độ biệt hóa cao như này ấy, thì chúng ta phải đặt ra hai câu hỏi là cái tổn thương ở bên kia có thể nó là một cái ung thư đồng vị, ung thư thứ hai, chứ nó không dễ dàng di căn dễ như vậy. Thế cho nên là cái câu chuyện mà đối với cả cái tổn thương phổi nhỏ, cái tổn thương nhỏ 27-29 mm ở bên phải ấy, chúng ta phải coi nó như là một cái tổn thương mà chúng ta bắt đầu phải đi lại từ đầu. Có nghĩa rằng là vai trò của bác sĩ ngoại khoa trong này là rất là quan trọng, bởi vì nó giống như là các tổn thương nhỏ khác thôi mà chúng ta chưa có cái chẩn đoán cuối cùng. Bác sĩ ngoại khoa nên vào cuộc trong trường hợp này để mà xác định cái tổn thương ở phổi phải. Cảm ơn thầy Gia. Đối với lại trường hợp nhân này thì chúng ta thấy rằng là có hai cái tổn thương mà chúng ta mới có giải phẫu bệnh ở một bên phổi trái mà thôi, và theo ý kiến của phó sư Giang thì cái tổn thương ở bên phổi phải cũng rất là nghi ngờ, tổn thương mãn tính nguyên phát. Vậy thì theo ý kiến của phó sư Lư, theo anh thì chúng ta có nên sinh thiết cả hai bên phổi hay không ạ? Vâng, thì thưa phó sư Gia thông qua của tư vấn, kính thưa quý vị đồng hành. Thế thì đối với trường hợp này thì tôi thứ nhất thì tôi cũng hoàn toàn là thống nhất với ý kiến của chỗ thầy Giang và cô Hòa về cái vấn đề cái thương tổn hai bên, cái câu chuyện đặt ra. Thì đối với một cái ung thư phổi thì khi cạnh mặt khoa của chúng tôi thì bao giờ cũng xác định rằng là cái đầu tiên như là gì, bệnh nhân có nằm trong giai đoạn để can thiệp phẫu thuật hay không, có nghĩa rằng là giai đoạn 1, giai đoạn 2 và giai đoạn 3 là giai đoạn mà chúng ta sẽ phải thảo luận. Đến cái câu chuyện rằng là đối với chỗ cô Hòa cũng như là các thầy bên ung biếu để quyết định rằng là hóa trị liệu trước hay là mổ trước để chúng tôi hóa trị liệu, ví dụ như vậy. Còn quay lại cái trường hợp này thì như thầy Giang có nói thì như vậy đối với một cái nốt phổi thì về mặt ngoại khoa của tôi thì thông thường nó có hai vấn đề. Một, nếu có những cái nốt mà nhỏ hơn 1 cm, tức là hoặc là những cái GGO, tức là cái mà khi mà chúng ta sinh thiết xuyên thành có hướng dẫn của CT thì cái đảm bảo cái tính gọi là chắc chắn trong vấn đề chẩn đoán mô bệnh học cho bệnh nhân thì có thể đặt ra còn một sự lựa chọn nữa, đó là sẽ mổ nội soi và gọi là cắt hình trên, tức là một cái phẫu thuật nó cũng nặng hơn sinh thiết một chút và nó kèm theo nó có gây mê. Đấy, để làm rõ cái mô bệnh học. Tóm lại là cái này, ví dụ như cái ở thương tổn bên phải này mà nó dương tính thì cái câu chuyện nó lại khác. Nhưng nếu mà nó lại là gì, là âm tính thì cái câu chuyện nó lại khác. Như vậy rằng là với cái thương tổn như thời gian phân tích như này thì như vậy nó khá rõ rồi. Tức là cái thương tổn hơn 2 cm mà có cái phần đặc là, tức là cái độ tương phản nó tương với mạch máu, như vậy cái phần đặc cũng khá là rõ như vậy. Thì cái này thì về mặt sinh thiết xuyên thành thì hoàn toàn khả thi. Đấy, và nó nhẹ nhàng hơn cho cái cuộc phẫu thuật. Thì đối với tôi thì cái này thì nên sinh thiết xuyên thành để làm chẩn đoán rõ cái thương tổn ở bên đối diện, tức là cái thùy phổi ở bên phải mà có cái nốt mà hơn 2 cm này, và từ đó chúng ta sẽ có cái đưa ra cái chẩn đoán về T, M và có những quyết định tiếp theo. Tôi đồng ý là chúng ta sẽ phải có cái chẩn đoán giai đoạn cho bệnh nhân trước khi chúng ta đưa ra vấn đề điều trị.
Nhưng mà một số những trường hợp thì cái việc chúng ta chẩn đoán giai đoạn nó cũng không đơn giản tí nào. Tôi lấy ví dụ như là trường hợp bệnh nhân này, là trên CT chúng ta có hai tổn thương phổi, hạch trung thất chưa có, và PET CT thì chúng ta chưa tìm thấy cái gì căn xa ở đâu cả. Vậy thì câu hỏi đặt ra là nếu như đây là một ung thư di căn xa bên kia thì chúng ta xử lý như thế nào, và nếu mà hai tổn thương là hai ung thư khác nhau, chẳng hạn như một bên tuyến một bên vẩy, thì rất dễ để mà chúng ta thấy rằng đó là hai ung thư. Chúng ta đặt tức là cái hướng đến mà chúng ta sẽ là hai ung thư, nhưng mà hai bên đều tuyến thì phải nói là rất khó để chúng ta phân biệt được. Vậy thì tôi muốn hỏi một câu hỏi với phó sư Lư, đó là nếu như mà một ung thư di căn sang bên kia thì phẫu thuật còn chỗ đứng trong trường hợp này không? Ở đây chúng ta thấy là oligometastasis. Vâng ạ, oligometastasis. Thì phẫu thuật còn chỗ đứng không? Thực ra thì về khía cạnh phẫu thuật, về mặt kỹ thuật thì nó hoàn toàn khả thi. Nhưng cái này thì hoàn toàn trước khi quyết định đối với một cái oligometastasis thì chúng ta phải trao đổi rõ ràng, đặc biệt là chỗ cô hòa. Còn về mặt trước mổ thì về mặt chẩn đoán hình ảnh phải trao đổi với thời gian là cái này thế nào, có nên sinh thiết hay không, sau khi sinh thiết xong rồi hoặc là làm chẩn đoán xong rồi thì rõ ràng là cái câu chuyện đặt ra là gì, là chúng ta phải đưa ra cái chẩn đoán để đưa ra một quyết định. Còn thực ra về mặt điều trị ung thư thì chúng ta thì đây thì cũng toàn các nhà ung thư cả. Một cái ung thư mà đã di căn sang bên đối diện, tức là cái này là M1A, tức là chúng ta tưởng tượng là khi mà đã di căn sang bên đối diện là M1A, tức là nó vào thuộc vào giai đoạn 4 rồi, thì cái này là cái chỗ điều trị về mặt kỹ thuật để chúng ta hai cái nó hoàn toàn khác nhau. Về mặt kỹ thuật thì hoàn toàn tất cả mọi thứ đều có thể làm được, nhưng về mặt điều trị trong cái giai đoạn ung thư thì chúng ta phải tuân thủ. Vâng ạ. Thì nếu mà là di căn đối diện thì cá nhân tôi với cái trường hợp này thì nên điều trị là cô hòa trước. Vâng ạ. Và điều trị có thể là qua trị liệu, hoặc nếu có đột biến gen chúng ta sẽ giải quyết về vấn đề điều trị bằng đích. Vâng ạ. Sau đó chúng ta sẽ có những phương pháp đánh giá tiếp theo. Vâng. Theo tôi thấy rằng là cái câu hỏi của cô Hòa đặt ra cũng rất là hay và hợp lý. Tức là cái mà chúng ta cũng đều hoàn toàn là thống nhất, tức là chúng ta sẽ làm cái biopsy xuyên thành đối với cả cái tổn thương ở cái hạch ung thư 6 ở phổi phải. Thế và sau khi mà biopsy xong cái đó thì là chúng ta sẽ có ba cái tình huống sau. Tình huống thứ nhất tức là cái đó là âm tính, một cái tổn thương viêm. Tình huống thứ hai đấy là một cái ung thư vẩy, SCC. Và tình huống thứ ba là một cái adenocarcinoma ở cái vùng đó. Thế thì nếu như mà đó là một cái tổn thương lành tính thì chúng ta thấy rằng là cái tổn thương ung thư phổi ở cái phổi trái ấy, là ở cái giai đoạn rất là sớm và hoàn toàn chúng ta có thể là dùng ngoại khoa được. Còn cái tổn thương kia thì là chúng ta sẽ dùng điều trị theo nguyên nhân. Thế cái vấn đề thứ hai nữa là nếu như đấy là một cái SCC thì có nghĩa rằng là nó là hai cái tổn thương khác nhau, hai tổn thương đồng thì. Và trong trường hợp đó thì là chúng ta cũng thấy rằng là hai tổn thương đồng thì, nhưng mà nếu mà đánh giá từng cái tổn thương một thì nó cũng là ở cái giai đoạn rất là sớm, và chúng ta hoàn toàn có thể tính đến chuyện là các cái phương pháp điều trị triệt căn theo hướng là xâm phạm, có nghĩa là chúng ta sẽ tính đến trong chuyện mổ. Tất nhiên là mổ mà cả hai thùy phổi thì phải chúng ta phải dùng cái phương pháp mổ tiết kiệm. Thế còn cái giải pháp thứ ba, tình huống thứ ba đấy là một cái adenocarcinoma, thì lúc đó cái vai trò của nội khoa phải đặt lên hàng đầu, bởi vì lúc đó thì là chúng ta không thể phân biệt được đấy là hai cái ung thư tách bạch đồng thì hay đấy là một cái là metastasis. Và đã là không phân biệt được thì chúng ta phải đặt cái tình huống nặng lên trên. Thì tôi nghĩ rằng là cái tình huống mà vừa nãy cô Hòa đã đặt ra ấy, cho phép chúng ta có một cái tư duy khá là mạch lạc về cái chuyện là cái hướng đi của chúng ta như thế nào, và nó phụ thuộc rất nhiều vào cái biopsy, cái tổn thương hạ phân tử 6 của phải. Vâng. Thế trong trường hợp mà chúng ta mổ có thể có chỉ định phẫu thuật cả hai bên, tuy nhiên vì một lý do nào đấy về sức khỏe của bệnh nhân thì không biết là cái vai trò của SBRT đối với cái tổn thương đối bên như thế nào, anh Hoàng nhỉ? Vâng, tôi cũng thấy là đây cũng là một cái ca bệnh rất là hay. Phải nói rằng là mình có chẩn đoán xác định của một cái tổn thương là ung thư đỉnh ống tuyến, còn một cái tổn thương thì chưa có. Thế thì tôi cũng đồng ý với quan điểm của phó sư Giang, tức là sau khi mà mình sinh thiết cái bên đối diện thì nó sẽ có các cái tình huống, hai cái tình huống. Một là tình huống là bên kia nó âm tính thì cái tổn thương có lẽ là chỉ còn cái bên này ở cái giai đoạn sớm,
thì cái sự lựa chọn là cho cái giai đoạn sớm. Đấy, và sự lựa chọn giai đoạn sớm thì phải nói mổ là được ưu tiên bệnh nhân 61 tuổi và mọi cái cũng theo như báo cáo thì rất là ổn để làm một cái phẫu thuật. Tuy nhiên nó vẫn có một cái lựa chọn nữa cho trường hợp này, đấy là xạ phẫu SBRT. Thì trong các cái nghiên cứu cũng như là các cái báo cáo cập nhật về SBRT do ung thư phổi giai đoạn sớm thì ngay kể cả những cái tình huống mà của những bệnh nhân đơn giản là người ta không muốn phẫu thuật thì cũng cho lại một cái sống thêm cũng như cái kết quả điều trị mà tôi thấy rằng các nghiên cứu cũng không kém hơn phẫu thuật là bao nhiêu, cơ bản là ngang nhau. Thế còn trong trường hợp mà hai tổn thương đều là ung thư nhưng lại đồng thể thì thực sự mà nói đây cũng là một cái tình huống mà có thể xảy ra nhưng mà có lẽ là không nhiều. Nếu như cái sự lựa chọn là phẫu thuật được và phẫu thuật cả hai thì cũng cái điều đấy cũng là một cái điều tốt. Tuy nhiên rằng là can thiệp một bên, can thiệp bằng SBRT cả hai bên cũng không có vấn đề gì. Đối với những cái tổn thương phổi và kích thước, những cái khu mà kích thước dưới 3 cm kiểu như thế này ở vùng ngoại vi, không phải cái vùng mà entry zone thì thông thường người ta sử dụng từ 3 cho đến 5 fraction là có thể xạ xong. Tức là mỗi một tổn thương sẽ trong vòng khoảng 1 tuần. Nhưng với điều kiện là mình phải khẳng định được những tổn thương liên quan tới hạch hoặc là ngoài hai vị trí này ra nó không còn vị trí nào khác. Thế còn trong cái tình huống mà cùng là biểu mô tuyến dương tính của cả hai bên thì tôi cũng nghĩ rằng cái điều trị nội khoa là một cái lựa chọn tốt nhất. Tính kiến về điều trị nội khoa là bắt đầu bằng cái phác đồ gì hoặc cái loại thuốc gì trong khi nó có cả đột biến gen thì các nhà nội khoa sẽ nghiên cứu. Tuy nhiên là tôi thấy rằng ngay kể cả những cái tình huống mà một cái tổn thương nguyên phát ở bên này đã xác định dương tính, có một cái vị trí ở bên kia, trong trường hợp này thì có cái điều kiện để tiếp cận để mình xác định, nhưng trong trường hợp khác cũng không có điều kiện hoặc rất khó khăn để tiếp cận thì cái điều trị nội khoa cũng vẫn là một cái giải pháp cho tất cả các cái trường hợp. Đấy là ý kiến của tôi. Thực sự là báo cáo với đồng nghiệp là cái điều trị nội khoa trường hợp này thì nó không khó đối với lại bác sĩ nội khoa ung thư, bởi vì có đột biến EGFA không khó và nó cái chỉ định nó cũng hoàn toàn là đúng đắn, lúc nào cũng đúng trong trường hợp mà đã có tổn thương đối bên mà có đột biến, tức là chúng tôi điều trị nó rất là an toàn và sẽ có hiệu quả tức thì. Tôi xin cắt ngang một tí rằng là trong trường hợp mà mình không có cái điều kiện để mà mình xác định được cái tổn thương mà đối bên. Còn lại thì cái tình huống của điều trị nội khoa là tôi rất là ủng hộ, bởi vì rằng là trong cái quá trình mà điều trị nội khoa ấy, thì mình cũng phải đánh giá được nếu trong trường hợp nó đáp ứng trên một cái tình thế là thậm chí trong thời gian rất ngắn thì mình cũng phải hiểu rằng đấy là một cái tác dụng của quá trình điều trị. Tôi xin nói tiếp, tức là cái chỉ định thì thực sự là chúng tôi làm trong trường hợp này kiểu gì chúng tôi cũng lý giải được cái chỉ định là đúng và thậm chí là bệnh nhân sẽ có hiệu quả rất là nhanh, rất là sớm bởi vì có đột biến EGFA. Tuy nhiên cái chính ấy là nếu như mà chúng ta mặc nhiên nghĩ rằng đó là một tổn thương di căn để mà điều trị nội khoa ấy, thì bệnh nhân sẽ kháng thuốc trong vòng trung vị là tầm độ 19 tháng. Như vậy nếu như mà thực sự nó không phải là di căn mà nó là một cái tổn thương nguyên phát khác thì nó thực sự là đáng tiếc cho bệnh nhân bởi vì mất cái cơ hội điều trị triệt căn. Đó, cho nên là tôi nghĩ trường hợp này cái việc đầu tiên chúng ta phải làm rõ đấy là vấn đề chẩn đoán. Một ung thư, hai ung thư chúng ta phải làm tối đa để chẩn đoán được cho bệnh nhân đã. Sau đó thì chúng ta mới tính đến cái chuyện điều trị. Và cá nhân tôi là bác sĩ nội khoa ung thư đấy, rất thích điều trị những bệnh nhân có đột biến EGFA đấy. Nhưng chúng tôi vẫn nghĩ rằng nếu như bệnh nhân mà hai ung thư thì chúng ta phải cho bệnh nhân vào cái nhóm là điều trị triệt căn, chứ không phải là chúng ta điều trị nội khoa để cho giảm kích thước u một cách thì nhưng khoảng độ 19 tháng sau đã tiến triển. Vậy thì thưa giáo sư Lư, là tôi muốn hỏi rằng cái việc mà chúng ta có chỉ định cắt cả hai bên hộ theo cái phương án triệt căn thì nó có gặp khó khăn gì và các đồng nghiệp sẽ ở ngoại khoa sẽ tiến hành cái việc đó như thế nào thì anh có thể nói chi tiết để cho chúng tôi nắm được không ạ? Vâng. Thế thì cũng xin rất là một câu hỏi rất là sát và rất là thực tế, thì cũng xin hết sức cảm ơn cô Hòa. Thì thực tế là thì tôi cũng xin trao đổi
một chút của cái câu chuyện này như thế này. Thế thì thực tế ra mà nói thì về cái PET-CT của tôi cũng hết sức chia sẻ cái câu hỏi đầu tiên ấy, của người trình bày về cái PET-CT, bởi vì cá nhân tôi đã thực tế đã từng mổ những cái trường hợp, tức là trước mổ thì mình dự đoán về mặt lý thuyết thì là ung thư phổi giai đoạn 1, nhưng mà mổ ra thì sao, thì tất cả những cái mà thành ngực nó toàn những cái như hạt kê vậy, và khi tôi lấy toàn bộ những hạt kê đấy tôi đều đưa ra ngoài thì là có tế bào ung thư. Thế thì cái câu chuyện đặt ra là như vậy, như thầy Giang đấy, thầy có nói là tôi hoàn toàn là chính xác, thực tế nó là như vậy, nên rất nhiều người không hiểu, cứ coi nó là một cái gì đó nó rất là thần thánh, nhưng thực tế nó không phải như vậy, nó không phải như vậy, nó do chúng ta, cái câu chuyện nó do chúng ta đấy. Và nó cũng chia sẻ thêm, tức là gì, không phải tự nhiên Bộ Y tế người ta đề ra cái bảo hiểm y tế, tự nhiên vẫn phải có kết quả của bệnh là ung thư biểu mô tuyến đấy, và có giấy chuyển tuyến và phải có biên bản hội chẩn thì người ta mới thanh toán bảo hiểm, nó có cái lý do của ta. Đấy, đây là câu chuyện thứ nhất. Cái thứ hai ấy, là khi mổ ấy, thì tại sao quan điểm của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cá nhân tôi thì tôi thường áp dụng cái bây giờ có hai cái nạo vét hạch. Một là nạo vét hạch theo vùng, có nghĩa là ví dụ bệnh nhân bị ung thư phổi tùy trên thì tôi sẽ cắt tùy trên và nạo vét hạch ở cái vùng ví dụ bên phải là cạnh khí quản, rốn phổi và quanh quay cái mạch đơn ở bên phải, ví dụ thế. Nhưng đối với tôi là cái quan điểm thứ hai là nạo vét hệ thống. Tại sao như vậy? Bởi vì cá nhân tôi thấy rằng là cái nạo vét hạch này nó có hai vấn đề. Một là về vấn đề chẩn đoán sau mổ cho bệnh nhân, nó cũng rất là quan trọng, vì rất nhiều trường hợp kể cả CT, kể cả PET-CT chúng ta chưa nghĩ đến nó, chưa chứ không phải không, nhưng mổ ra là cái hạch đấy có gì cả. Cá nhân tôi mổ tôi thấy là như vậy, đây là thực tế, thực tế đã như vậy. Và như vậy cái việc mổ mà nạo vét hạch hệ thống nó có hai vai trò, một là điều trị, cái thứ hai là chẩn đoán giai đoạn bệnh sau mổ. Cái điều đó là vô cùng quan trọng cho người bệnh, bởi vì người ta phải xác định đúng, bởi vì nếu một cái N1 chẳng hạn mà nó sẽ khác N0, cái đấy hoàn toàn khác nhau về thái độ điều trị, đặc biệt là chỗ ung thư, chỗ bác sĩ Hòa mà đã trao đổi. Quay trở lại cái câu hỏi của bác sĩ Hòa, tức là này, bác sĩ Hòa đã dùng cái tình huống, tức là đây là hai ung thư khác nhau trên cùng một bệnh nhân. Chúng ta biết rồi đấy, cái khái niệm này không phải là khái niệm mới, mà cái khái niệm này là một khái niệm mà cũng tồn tại khá lâu rồi. Thì cá nhân cái câu hỏi này là hoàn toàn khả thi ạ. Nhưng tôi chỉ băn khoăn một điều, chúng ta phải làm rõ khi quyết định điều này. Thì cá nhân tôi, đầu tiên tôi phải trao đổi bác sĩ cho nó nhỉ, về cái hệ thống hạch ở trong trung thất, cho nó thật rõ ràng, tức là cái cuộc mổ này nó phải có giá trị cho bệnh nhân. Sau đó tôi sẽ trao đổi với các nhà ung biếu, ví dụ cô Hòa ơi, cái trường hợp này thì nếu mổ như thế này thì câu chuyện là cái giá trị cho người bệnh nó có hay không và được bao nhiêu phần trăm. Cái điều thứ ba ấy, là tôi sẽ trao đổi với các bác sĩ đơn vị hồi sức để đảm bảo cho cái cuộc mổ này. Thế thì thông thường ra mà nói là hoàn toàn khả thi ở những bệnh nhân, ví dụ bây giờ đo cái chức năng hô hấp chúng tôi sẽ tiết lượng được với cái cắt thủy phổi ở cả hai bên. Tuy nhiên thì thường không ít khi cắt thủy phổi mà chúng tôi làm hai bên cùng một lúc, gần như không có, mà thông thường nó sẽ cách nhau trong vòng khoảng một tháng. Đi giải quyết cái bên này xong tôi sẽ xử lý cái bên kia một tháng sau, bị cả chúng tôi vừa mổ xong một cái trường hợp mà trước cách đây là một tháng mổ cái ung thư phổi giai đoạn một, bây giờ đã mổ toàn bộ một nửa cái kén khí ở bên kia, thì nhân rất tiếc là cái nhân này sinh tiết trước mổ thì nó không phải ung thư, bây giờ quyết định mổ vì cả một cái kén khí nữa, ví dụ thế. Là một tháng sau khi về ngoại khoa của bên tương đối ổn định và tất cả mọi thứ chúng tôi sẽ giải quyết nốt ở bên còn lại. Đấy, thì để trả lời câu hỏi của bác của cô Hòa cũng xin có một cái. Và tuy nhiên để giải quyết điều này thì nó phải có tương đối yếu tố cấu thành để quyết định được. Bởi vì cái cuộc mổ tất nhiên phẫu thuật nội soi là một cái phẫu thuật rất ít xâm lấn. Ví dụ bây giờ bằng phẫu thuật nội soi một lỗ, ví dụ một cái lỗ thì khoảng 3 phân là chúng tôi hoàn toàn phải cắt, như vậy là pneumonectomy hoặc là lobectomy hoàn toàn bình thường. Đấy, và đặc biệt gây mê bây giờ cũng rất là tốt, giảm đau quá tốt. Bệnh nhân không sau mổ không hề đau tí nào trong vòng 3-4 ngày. Đấy, nhưng để đảm bảo cái quyền lợi cũng như đảm bảo đặc biệt là vấn đề điều trị ung thư thì phải có sự trao đổi rất rõ ràng các bên để xin nhận. Vâng, như vậy thì chúng ta cũng đã rõ về cái ca bệnh này. Một số các ý chúng tôi cũng có thể tóm tắt lại như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ phải sinh thiết cái tổn thương đối bên nếu như mà bệnh nhân đồng ý, để làm rõ, có thể chúng ta làm rõ được hoặc không, nhưng chúng ta cũng phải sinh thiết để chúng ta
đưa đến cái định hướng về chẩn đoán, rồi từ đó chúng ta mới đến điều trị. Thì nếu như sau khi sinh tiết mà chúng ta làm rõ được là tổn thương này là hai ung thư khác nhau, thì chúng ta sẽ phải nghiêng về cái phương án điều trị triệt cắt cho bệnh nhân. Có thể chúng ta phẫu thuật giống như phó giáo sư Lư, tức là anh sẽ làm cả hai bên nhưng mà ở hai cái giai đoạn khác nhau. Hoặc chúng ta có thể làm một bên và SBRT một bên, phẫu thuật một bên và SBRT một bên, và sau đó chúng ta sẽ có cái điều trị bổ trợ. Thì bệnh nhân này cũng có cái thuận lợi là có đột biến EGFA. Thì đối với những cái bệnh nhân như này thì chúng ta hoàn toàn có thể điều trị bổ trợ theo tiêu chuẩn hiện nay là hóa trị, và tiếp sau đó là nếu bệnh nhân có điều kiện chúng ta sẽ dùng osimertinib trong vòng 3 năm. Thế và trong những cái trường hợp tiếp theo là nếu như là chúng ta không phân định được là tổn thương di căn hay không, hoặc là chúng ta biết chắc chắn là tổn thương di căn, thế thì cái vai trò của điều trị nội khoa sẽ được đưa lên trên hết. Chúng ta sẽ làm theo cái điều trị đích và chúng ta sẽ theo dõi. Nếu như rất khó phân biệt thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp theo cái đáp ứng của cái điều trị đích như thế nào. Nếu như cái tổn thương bên mà chúng ta có đột biến L858R mà nó đáp ứng, mà trong khi bên kia không đáp ứng, thì lúc đấy có lẽ là chúng ta sơ bộ chúng ta có thể đưa ra cái giả thuyết là có thể nó là thai ung thư chứ không phải là ung thư đâu, để chúng ta có cái hướng xử lý tiếp theo. Thế và một cái câu hỏi của đồng nghiệp của bác sĩ Minh đó là trong tình huống mà cả hai bên đều là adenocarcinoma thì liệu cái xét nghiệm NGS hai vị trí có xác định được là tổn thương di căn hay là hai ung thư không? Thì ở đây thì chúng tôi cũng xin phép các thầy chúng tôi trả lời luôn là cái mẫu mô mà chúng ta sinh tiết là mẫu đại diện, nó không, nó chỉ là ở cái vị trí chúng ta sinh tiết thôi, nó không phải là cái vị trí đại diện cho toàn bộ cái khối u, cho nên chúng ta không thể dùng NGS để phân định được. Đấy, cũng có những trường hợp ở đây thì nó có đột biến EGFA nhưng mà có thể vị trí khác cùng khối u nó có đột biến khác, thì chúng ta cũng rất khó để mà phân biệt được. Trừ trường hợp là chúng ta làm cả mô u và mô máu để mà chúng ta xác định toàn bộ cái hệ thống gen, giải trình tự toàn bộ cái hệ thống gen, thì có thể chúng ta gọi là sơ bộ định hướng thôi bác sĩ Minh ạ, chứ không thể dùng NGS để phân định được nguyên phát hay là di căn. Vâng, thế thì cũng hết thời lượng cho cái ca bệnh này, chúng tôi xin khép lại ca bệnh này ở đây. Sau đây thì chúng tôi xin mời cái ca bệnh tiếp theo của bác sĩ Bùi Văn Tuấn, bệnh viện Ung bướu Nghệ An, và xin giới thiệu với các thầy cô và đồng nghiệp là cùng online với chúng ta thì có các cái hai cái đơn vị bạn online, đó là khoa nội 2 bệnh viện Ung bướu Nghệ An và khoa ung bướu của bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp. Vâng, sau đây thì xin mời ca bệnh thứ hai. Kính thưa các thầy cô, các anh chị, em là bác sĩ Bùi Văn Tuấn ở khoa nội 2 bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Sau đây em xin phép trình bày tình huống lâm sàng bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn 4 có đột biến EGFA không thường gặp. Nhà đó bệnh nhân này tên là Trần Văn Tơ, nam 71 tuổi, tiền sử là tăng huyết áp, lý do vào viện là đau ngực. Ngày vào viện là tháng 3 năm 2023. Về bệnh sử thì bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng cách khoảng 2 tháng nay. Bệnh nhân xuất hiện đau tức ngực, ho nhiều, khó thở tăng dần, không sốt, bệnh nhân vào viện. Về khám lâm sàng thì bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, PS2, ho khan, đau tức ngực âm ỉ, có hai thường đoan phải kích thước 1 cm, cứng chắc, di động ít, phổi phải thì giảm thông khí, không rát, tim đều, T1-2 rõ, các cơ quan khác thì chưa phát hiện bất thường. Về cận lâm sàng thì trên cận lớp vi tính ngực của bệnh nhân có u thủy tuyến phổi phải kích thước 68 x 53 x 77 mm, xâm lấn phế quản phía trên phổi phải gây xẹp đông đặc phổi phải, thạch trung thất nhóm 4R nhóm 7 kích thước 16 x 13 mm, có tràn dịch mang phổi phải.
gây giãn hộp bệnh và hỏa mô miễn dịch của dịch măng phổi là di căn cắt xương tuyến phổi. Làm theo các xét nghiệm sai anh sướng thì chưa phát hiện di căn xương, em lái sò não chưa phát hiện di căn. Siêu âm hạch cổ thì có hạch thượng đoan phải kích thước 12x17mm. Xét nghiệm xịt tố hạch thượng đoan phải thì có là hạch di căn cắt xương má. Xét nghiệm sinh học phân tử thì có EGFA dương tính tại G719C và E709A. Trước hôm nay bọn em chuẩn đoán một cái ung thư phổi phải T4N3M1 giai đoạn 4 di căn dịch măng phổi rào bánh cắt xương tuyến có EGFA dương tính tại G719C và E709A. Em xin hỏi quý thầy cô là thứ nhất là về hướng điều trị có hạn. Thứ nhất là điều trị bước 1 bằng oxymetinib, sau đó thất bại thì có thể chuyển sang hóa trị hoặc miễn dịch. Hoặc là điều trị bước 1 bằng anfatinib, sau đó thất bại xét nghiệm T790M để chuyển sang oxymetinib. Đây câu hỏi thứ hai là kinh nghiệm của các thầy cô trong các trường hợp có đột biến kép. Em xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng. Xin cảm ơn ca bệnh của bác sĩ Tuấn. Tôi xin tóm tắt ca bệnh này. Ca bệnh này là một cái ung thư phổi giai đoạn 4A, có di căn dịch màng phổi. Để phổ bệnh là ung thư biểu mô tuyến và có hai cái đột biến EGFA, đó là R719C và E709A. Bác sĩ cũng xin tiến về điều trị. Tuy nhiên trước khi trả lời những câu hỏi của bác sĩ Tuấn thì chúng tôi cũng xin trao đổi với các thầy ở trong cộng đồng một chút về vấn đề di căn màng phổi. Thì trên cái thực hành lâm sàng chúng tôi thấy có những cái trường hợp chúng ta rất là khó nhận biết, khó phân biệt được cái chuyện là di căn màng phổi đó là do xâm lấn của khối u, do viêm hay là do di căn. Vậy thì chúng tôi cũng rất muốn xin ý kiến của thầy Giang, thầy Lư, thầy Hoàng về vấn đề này, vai trò của CT, của PET CT như thế nào để mà chúng ta xác định ngay là chúng ta nhất thiết chúng ta phải có cái cell block hay là tế bào dịch màng phổi để chúng ta chẩn đoán. Xin mời thầy Giang ạ. Đồng nghiệp có thể quay trở lại với cả cái hình ảnh CT. Thì trong cái trường hợp này thì tôi thấy là riêng đối với trường hợp này thì cũng không phải khó, bởi vì là chúng ta thấy là cái màng phổi, cái thành sau ấy nó có nhiều các cái nốt. Thế thì cái nốt này nó thể hiện rằng là các cái tế bào ung thư nó đã cấy hết ra và nó mọc lên thành khối rồi. Đấy, thế thì còn thì trong những cái trường hợp mà nó không thấy có những cái khối mà chúng ta có thể nhìn thấy được thì chắc chắn là phải là xem block bằng cái dịch trong dịch màng phổi. Thì trong trường hợp đó thì là chúng ta cũng nói được là nó có các cái tế bào ung thư trong dịch màng phổi. Thế còn thì ở giữa cái giai đoạn trung gian ấy, một bên tức là hình thành cái khối to như thế này với một bên chỉ thấy có các cái dịch trong màng phổi, và bằng xem block thì là chúng ta phát hiện ra tế bào ung thư, thì nó sẽ có những cái hình thái mà về CPE là không nhìn thấy khối, nhưng mà khi mà các bác sĩ ngoại khoa mổ ra thì như vừa nãy thầy Lưu cũng có nói đấy, tức là mở ra và nhìn thấy là nó lấm tấm cái hạt kê ở trên mặt màng phổi. Thì trong trường hợp đấy thì là cái chẩn đoán sẽ bằng cái phương pháp ngoại khoa, và trường hợp này là cái trường hợp mà rất là tiếc cho bệnh nhân là cái gì cũng dễ, khối cũng dễ và dịch trong màng phổi cũng dễ, tổ quả là xin mời bác sư Lưu ạ. Chúng ta không nói về trường hợp này, chúng ta nói chung về các trường hợp khó trong chẩn đoán di căn màng phổi. Dạ vâng ạ, vâng, cảm ơn cô ạ. Thì cũng như thầy Giang cũng trao đổi ban vừa học thì cá nhân tôi thì tôi cũng hoàn toàn nhất trí như vậy, thì tôi cũng chỉ chia sẻ thêm mang tính chất cá nhân thôi ạ. Thực sự ra mà nói khi mà với những bệnh nhân đến cho cô Hòa thì tôi khỏi phải nói rồi, nhưng có những trường hợp người ta đến để tức tức thẳng để chuẩn bị để tức, thì với một cái ung phổi mà lại có dịch màng phổi thì cái đầu tiên bao giờ cũng nghĩ là gì cả màng phổi, điều đó là chắc chắn không bao giờ được phép là mình lơ là cái trường hợp này. Nhưng nó chỉ khó những trường hợp như thầy Giang có nói đấy, và tôi cá nhân tôi đã vấp phải, đó là gì, nó không có trường dịch màng phổi mà cái T thì chỉ là T1B thôi, chứ không phải là đến T2, T4, T5 thì câu chuyện nó lại khác. T là T1B, không có dịch màng phổi tí nào, tầm soát tất cả mọi thứ thì là cũng không có, nhưng chúng ta quyết định mổ, và khi mổ ra thì trong ngoại khoa bao giờ cũng thế, trước khi quyết định cắt cái thủy phổi thì bao giờ phải tầm soát toàn bộ bên trong màng phổi, từ cơ hoành, từ màng phổi thành đến màng phổi tạng, đến trung thất, đến hệ thống mạch, rồi đến màng tim, đánh giá hết xong mới quyết định đưa ra cái thay đổi điều trị. Thì thông thường về mặt lý thuyết thì bộ phận chỗ thời gian về mặt đặc biệt chẩn đoán hình ảnh nó rất là quan trọng của bệnh, thì đã cho chúng ta câu trả lời cũng gần như là khá là rõ rồi để đưa ra cái quyết định trong cái quyết định của tuần qua. Còn vấn đề hội chẩn về bên ung biếu cũng như là chỗ của thầy Hòa thì chúng ta trong đặc biệt những trường hợp này
đấy, thì là có còn khi đã có dịch màng phổi thì cái cell block đối với tôi nghĩ rằng là cũng khá là hữu hiệu, đặc biệt là chỉnh chọc dịch ra lại có máu thì gần như chắc chắn là chúng ta sẽ giải quyết được cái câu chuyện là màng phổi có vấn đề gì. Còn đối với những cái trường hợp gì Lâm Tuấn Hàn Kê thì cái này thì thời gian cũng đã vừa mới trao đổi rồi đấy, thì còn về mặt ngoại khoa thì thực sự ra đây là nói thực với cô Hòa là gì, là chúng ta không nhìn thấy chiếc mổ, và đây là tình cờ do tầm soát trong cái cuộc mổ với ung thư phổi giai đoạn 1 mà chúng ta được chẩn đoán về mặt lý thuyết chiếc mổ mà chúng ta tầm soát được và phát hiện ra. Nó chỉ có vài cái thôi mà lập tức cái người phẫu thuật viên thấy nghi ngờ là lập tức cái bệnh phẩm đó sẽ được trục xuất ra khỏi và phải làm rõ nó là cái gì để chúng ta đưa ra cái. Dĩ nhiên trường hợp bệnh nhân cái u phổi và hạch, thầy hoàn toàn có thể trong khả năng của thầy là mổ chưa cắt được. Vâng ạ. Nhưng bệnh nhân lại có ít dịch màng phổi thì đối với những trường hợp như vậy thì thái độ xử lý như nào thầy? À vâng ạ, đối với cái lượng một ít dịch màng phổi thì thông thường ra mà nói thì thực tế cái câu hỏi này là cũng câu hỏi của cô Hòa cũng rất là khó đấy ạ, để đưa ra một quyết định. Thì cái đầu tiên thì bao giờ cũng thế, ví dụ như thầy Giang vào cái hạch này không phải đâu, nó không to đâu. Đấy, cái mức độ ngâm thuốc cản quang như này, ví dụ bây giờ nó có dưới một phân thôi và cản quang không nhiều đâu, kích thước u phổi cũng không có quá to, thế thì bệnh nhân lại có dịch màng phổi như cô Hòa nói, nó lại không có quá nhiều, nó chỉ có một chút thôi, bây giờ một tay chọc hút cũng không chọc hút được vì nó ít quá. Thế thì cái này thì thực sự ra thì có ba vấn đề mà cá nhân tôi là bác sĩ ngoại khoa thì tôi cần phải trả lời. Một là cái tiền sử trước đó về cái bệnh lý của màng phổi để khai thác cho bằng rõ, đúng không ạ? Cái vấn đề thứ hai ấy, là phải rõ ràng chẩn đoán về mặt hình ảnh của thầy Giang nhờ thầy nhìn lại một lần nữa, bởi vì nhiều khi có những cái lát cắt, ví dụ với chúng ta chụp cái CT 16 dãy nó khác với chụp CT lát cắt mỏng hơn, để có thể chúng ta bắt đầu biết đâu đó nó có một cái nốt rất là nhỏ mà bộ phận chọn hình ảnh các thầy sẽ tầm soát ra cho mình để, bởi vì mình nhìn qua thì mình không kỹ, nhưng một khi đã đưa cho các thầy để nhờ các thầy tầm soát lại một lần nữa kỹ để làm rõ nó, chứ không dễ dàng đưa ra một quyết định ở một cái trạng dịch. Cá nhân tôi thấy là như vậy, chứ là không bao giờ dễ dàng khi mặc dù như cô Hoàng nói là giai đoạn như thế, nhưng khi đã có trạng dịch của mình không thể dễ dàng đưa ra quyết định mổ như thế này. Vâng, xin cảm ơn. Thế còn đối với trạng dịch màng tim thì sao? Cái trạng dịch màng tim nếu mà theo các cái thống kê khi mà đã có thì cái nguy cơ di căn màng tim nó sẽ cao hơn là cái ở các cái trường hợp trạng dịch màng phổi. Thì ý kiến của thầy thế nào nếu như trường hợp bệnh nhân có tràn dịch màng tim và ở trên một cái bệnh nhân mà hoàn toàn có thể mổ cổ triệt căn được, thì thầy sẽ làm những cái động tác gì để mà loại trừ cái chuyện đấy là di căn màng tim? Vâng ạ, cái tràn dịch màng tim ấy thì nó cũng rất là đơn giản, thì nó lại đơn giản hơn màng phổi. Bởi vì sao? Bởi vì cái màng tim ấy thì để chúng ta lấy được cái dịch màng tim thì nó rất là đơn giản. Bởi vì sao? Vì chúng ta phải cắt tim một cái đường mắc phăng thôi, thậm chí gây tê tại chỗ là có thể đưa bệnh nhân qua lấy qua đường mắc phăng ở dưới nước và hoàn toàn có thể lấy được cái đường dịch ấy ra. Đấy, thậm chí rằng là có trường hợp lấy xong rồi thì chúng tôi có thể bơm cái huyết thanh vào để làm cho cái đường dịch, và giống như là chúng ta dựa toàn bộ cái màng tim đó không lấy ra để chúng ta làm sâu lốc để làm cái chẩn đoán màng tim. Nhưng thực ra để mà chẩn dịch màng tim ở giai đoạn sớm thì gần như cá nhân tôi thì tôi chưa gặp bao giờ. Chỉ là cái giai đoạn đã bệnh nhân cái u phổi khá là lớn thì mới có cái chuyện đó. Còn để mà cái giai đoạn sớm thì thực ra thì tôi cũng chưa gặp bao giờ có cái trường hợp như thế cả. Nhưng để mà tự lấy một cái dịch màng tim thì nó đơn giản hơn màng phổi. Màng phổi ít chúng ta chọc, chưa chắc phải chọc thì không khó lắm. Nhưng màng tim thì nó lại không như thế. Vâng ạ, chỉ cần một cái đường mắt tăng thôi để cho nó hoàn toàn có thể xử lý một cái lượng dịch và chúng ta rửa toàn bộ màng tim, lấy dịch ra để làm sâu lấp được. Vâng, thì đó nó dễ hơn. Vâng. Như vậy rõ ràng là khi mà có tràn dịch màng tim hoặc là màng phổi, vâng, thì cái chỉ định phẫu thuật dù cho cái khối u hay hạch rất là dễ dàng, chăng nữa thì chúng ta vẫn phải lùi lại một bước để chúng ta chẩn đoán đã. Vâng, để làm rõ. Vâng ạ. Xin mời thầy Hoàng, thầy có ý kiến gì? Tôi thì cũng hoàn toàn nhất trí ý kiến với lại chỗ thầy Lư với lại chỗ thầy Giang. Qua xạ lồng ngực thì cũng thỉnh thoảng thôi, nhất bệnh nhân mới thì có những trường hợp mà u và có kèm theo tràn dịch màng phổi. Và thực sự thì quan điểm của tôi cũng như thế, khi đang có tràn dịch màng phổi của một cái bệnh nhân mà đã chẩn đoán ung thư phổi thì chúng tôi rất phải hết sức thận trọng. Và cũng rất là may mắn là trong cái tiểu ban về phổi ấy, thì trước đây của Hòa cũng làm trưởng tiểu ban rất lâu,
và cái quá trình mà chúng tôi hội chẩn thì rất là thường xuyên, nên là những cái trường hợp này là chắc chắn chúng tôi sẽ hội chẩn trên chỗ tiểu ban, gồm có cả về chẩn đoán nhạy, cả về điều trị phẫu thuật và cả về điều trị nội khoa, và cũng như cách tiếp cận của có sư lư, tức là mình phải hết sức thận trọng. Có một cái vấn đề mà tôi thấy cũng rất thú vị qua cái kinh nghiệm cũng như là cái chia sẻ của thầy lư ở chỗ rằng là những cái ung thư phổi ở giai đoạn sớm đấy mà có thể có những cái di căn mà mình không hề biết bằng các cái xét nghiệm, bằng các cái chẩn đoán sàng lọc trước khi điều trị. Điều đấy nó cũng minh chứng cho những cái trường hợp là trong thực tế nếu như có cái điều có cái chỉ định về mặt phẫu thuật thì cái việc phẫu thuật ngoài cái chuyện là ảnh hưởng tới một điều trị triệt căn khi mà mình chẩn đoán ban đầu là ung thư phổi giai đoạn sớm thì còn có những cái thông tin về mặt chẩn đoán rất là quan trọng. Và chính vì vậy cho nên là đối với ung thư phổi giai đoạn sớm thì phải nói rằng là cái điều mà chỉ định liên quan tới vấn đề về phẫu thuật là rất có giá trị. Ở trong xã trị thì tôi có cái tìm hiểu cũng như là làm về cái vấn đề này, cũng như là đọc các cái nghiên cứu thì thấy rằng là có một cái hạn chế, tức là chỉ sử dụng các cái biện pháp thăm dò trước khi điều trị trong trường hợp không mổ, và cũng vẫn phải chấp nhận một cái tỷ lệ nhất định khi mà cái thực tế nó lại không như cái mà mình xác định. Ý tôi nói rằng là mình cho rằng nó là giai đoạn 1 A, 1 B, 1 C chẳng hạn vậy. Thế và u thì ở ngoại vi, kích thước thì nhỏ, tuổi thì cao, thế và chỉ định là SBRT. Thế thì tại sao mà khi điều trị SBRT nó lại có những cái giải về mặt áp dụng nó rất là dài, từ 20 cho đến 80% sống thêm sau 5 năm. Thế thì cũng có lẽ qua cái buổi hôm nay tôi cũng cảm nhận thấy một điều rằng là ở đâu đó trong số cái tỷ lệ mà mình chỉ nhận định rằng là với cái xét nghiệm như vậy nó không có bất cứ gì và mình chỉ tập trung ưu việt ở đó thôi, và cái quá trình tiếp diễn sau đó là bệnh nhân có cái tiến triển và các cái hình thành tổn thương mới và cái sống thêm nó giảm đi. Thế còn nếu nó chỉ có cái tổn thương mới đó thôi, từ tổn thương gọi là nhỏ đấy thôi và duy nhất, thì cái việc điều trị SBRT cũng có một hiệu quả rất cao. Cho nên là các cái nghiên cứu về SBRT trong cái giai đoạn đầu là người ta thấy rằng là cái sống thêm sau 5 năm thầy lựa của ung thư phổi giai đoạn sớm nó ở một range rất là rộng, từ 30 cho đến 80% sống thêm sau 5 năm. Thế và hôm nay thì nó có một cái thông tin cũng rất là thú vị và tôi xin chia sẻ một chút như vậy. Dạ vâng. Tuần trước thì chúng tôi trong tiểu ban phổi có một cái ca bệnh bệnh nhân có dịch màng phổi, cũng là bác sĩ trao đổi rằng là PET CT không có bắt tăng SUV và yên tâm rằng đó là không phải là di căn. Vậy ý kiến của bác thầy như thế nào về chuyện PET CT sẽ giúp chúng ta phân biệt giữa là có di căn màng phổi hay không? Vâng, cái câu hỏi đấy thì phần lớn đã được trả lời bằng cái sự thảo luận từ nãy đến giờ đấy, tức là những cái trường hợp mà gọi là vi di căn nó trở thành sự thể hiện bằng là những cái hạt kê mà chắc chắn là PET CT không ăn thua. Thế và những cái trường hợp mà tràn dịch thậm chí nó chưa hình thành được cái khối, chỉ là những cái tế bào nằm trong vùng màng phổi thì PET CT chắc chắn là không ăn thua. Thế cho nên là nói ví dụ chẳng hạn như là trong những cái trường hợp mà cái ca phổi khá là lớn rồi thì là cái sinh thiết thì lại nói cái tế bào kém biệt hóa và kèm theo cái dịch màng phổi thì kể cả PET CT âm tính chúng ta phải coi chừng đấy là có gì cả màng phổi. Vâng. Như vậy thì về vấn đề này thì chúng ta cũng đã đi đến cái đồng thuận là nếu như trường hợp mà nó làm thay đổi cái quyết định điều trị của bệnh nhân thì giai đoạn đối với cái dịch màng phổi đấy thì rõ ràng chúng ta phải làm rõ tối đa, đúng không ạ? Chúng ta phải có thể vẫn phải PET CT, rồi có thể vẫn phải lấy dịch để làm cell block hoặc là làm tế bào trước khi chúng ta đi đến một cái quyết định điều trị tại chỗ hay tại vùng. Thế còn trong những trường hợp mà bệnh đã là giai đoạn xa, tiến xa rồi, màng phổi hay màng tim nó cũng chỉ là thêm vào về cái vấn đề di căn các cái cơ quan thôi, thì cái đó thì chúng ta cũng không cần thiết, đúng không ạ? Vâng. Thế còn quay lại ca bệnh này thì bác sĩ có cái băn khoăn về vấn đề điều trị, vì đây là một bệnh nhân có đột biến kép. Biến kép. Và bác sĩ cũng băn khoăn rằng là nên không biết là nên điều trị như nào. Có hai phương án. Phương án thứ nhất là lựa chọn osimertinib, rồi sau khi khám, osimertinib sẽ chuyển sang hóa trị hoặc miễn dịch. Phương án thứ hai là
có thể điều trị afatinib rồi chuyển sang osimertinib. Thì tôi bác sĩ nội khoa ung thư thì ý kiến của tôi là chúng ta có thể chọn một trong hai phương án đều hợp lý, đều chấp nhận được. Và cái trước đây thì afatinib là cái được approve một cách sớm nhất và rõ ràng có các cái data cho việc là điều trị đối với các cái đột biến EGFR hiếm và đột biến kép. Tuy nhiên gần đây thì chúng ta cũng thấy có một số các cái nghiên cứu đời thực của osimertinib trên cái nhóm bệnh nhân có đột biến hiếm và đột biến kép. Cụ thể là một cái nghiên cứu phase 2 tại Hàn Quốc và một cái nghiên cứu đời thực khác là nghiên cứu Unicorn. Thì cái số lượng bệnh nhân nó cũng vừa phải thôi, cũng vừa phải. Afatinib thì cũng là nhập những cái bệnh nhân có đột biến hiếm và đột biến kép của các cái thử nghiệm lâm sàng pha 3, các lăng 367 để người ta hay, cả lắc lăng 2 để người ta phân tích, thì cái số lượng bệnh nhân nó cũng vừa phải. Thế thì cái tỷ lệ đáp ứng của osimertinib trên các cái đột biến hiếm, ở đây chúng ta thấy rằng là đối với đột biến L861Q thì osimertinib cho cái tỷ lệ đáp ứng khá tốt, nó lên đến 78%. Thế còn đối với các cái đột biến hiếm khác như là L719X hay hệ S786Y thì tỷ lệ đáp ứng nó rơi vào khoảng độ 40-50%. Thì cái đó cũng là một cái con số mà chúng tôi thấy là đem lại lợi ích. So với thế hệ 1 thì rõ ràng chúng ta thấy osimertinib có lợi ích cho cái việc điều trị ở trên nhóm bệnh nhân này. Và hai cái lựa chọn là osime hay là afatinib đều có thể chấp nhận được ở trên cái điều trị bước 1 cho những bệnh nhân có đột biến hiếm và đột biến kép, và chúng ta sẽ lựa chọn điều trị cái gì thì nó cũng phụ thuộc vào từng cái hoàn cảnh cụ thể. Ví dụ như bệnh nhân có di căn não, rõ ràng tôi sẽ ưu tiên osimertinib. Còn nếu mà tính về vấn đề kinh tế thì tôi lại ưu tiên afatinib hơn. Và về một cái điều trị có thể nói là dài hơi, thì nếu như bệnh nhân điều trị afatinib và sau đấy khi kháng thuốc mà có T790M thì cái lựa chọn mà chúng ta có thể nối được afatinib với osime nó sẽ đem lại hiệu quả cao. Thì đấy là cái câu hỏi của bác sĩ Tuấn trong ca bệnh này. Tôi xin phép được trả lời như vậy. Tiếp sau đây thì chúng ta xin mời cái ca lâm sàng thứ ba của bác sĩ Thủy Tiên của bệnh viện Trung ương Huế. Xin mời. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa báo chuyên gia, thì hôm nay em xin trên một cái ca lâm sàng thứ ba là một cái trường hợp ung thư phổi không thể mơ có đường ca tương lai. Bệnh nhân nam 56 tuổi và tháng 5 năm 2021 với lý do vào viện là đau ngực phải. Bác sĩ Tiên giúp cho thằng cái slideshow. Dạ, cô Hoa đã thấy chưa ạ? Xin mời bác sĩ Tiên. Cô Hoa đã thấy màn hình. Bật cái slideshow ạ. Dạ, cô Hoa đã thấy màn hình chưa ạ? Thấy rồi đấy ạ. Thấy rồi Tiên ạ.
Dạ, em xin chia sẻ một cái ca lâm sàng ung thư phổi không thể bao nhỏ giai đoạn 4 có đột biến KRAS G12C. Bệnh nhân nam 56 tuổi vào viện vì đau ngực phải và cái thời điểm nhập viện là tháng 5 năm 2021. Khám lâm sàng thì tổng trạng trung bình với KPS 100%, bệnh nhân chỉ có cái triệu chứng là đau màng xương phải, lan ra cánh tay phải với cái điểm đau là 5 trên 10, bệnh nhân vào thời điểm đó thì không có dấu hiệu khó thở. Các cái xét nghiệm cần lâm sàng chỉ có cái CA và SIFRA 211 có tăng nhẹ. Và trên hình ảnh X-quang phổi thì có một cái khối mơ thủy trên phổi phải. Tiến hành sinh thiết loại u phổi với cái giải phẫu bệnh là một cái ung thư biểu mô tuyến. Làm các xét nghiệm về đột biến gen thì có EGFR là K âm tính. Trong đó có phát hiện được đột biến KRAS G12C. Và tình trạng PD-L1 của bệnh nhân là dương tính với TPS 35%. Trên xạ hình xương cũng như CT scan khối u ở thủy trên phổi phải xâm lấn vào cái thành ngực và kèm theo cái di căn được sống D5, D7 và xương chậu. Và đây là hình ảnh trước điều trị. Chẩn đoán là một cái trường hợp ung thư phổi, di căn xương, biểu mô tuyến giai đoạn 4, có KRAS G12C dương tính và PD-L1 dương 35%. Tiến hành điều trị trên bệnh nhân này thì qua thông qua hội chẩn ở trung tâm thì tụi em quyết định chọn lựa phác đồ là pemetrexed kèm với thuốc miễn dịch là pembrolizumab. Ở đây là hình ảnh sau 2 tháng điều trị. Và đây là hình ảnh sau 5 tháng. Tác dụng phụ ghi nhận là bệnh nhân thứ nhất là về cái triệu chứng lâm sàng, bệnh nhân có cải thiện tình trạng đau ngực với cái hình ảnh u phổi phải co gọn so với trước điều trị. Độc tính thì bệnh nhân có cái tê bàn tay bằng chân với cái hình ảnh là viêm dây thần kinh ngoài vi và cầm các xét nghiệm về tuyến giáp thì có cái giảm TSH và được nội chẩn với khoa nội nội tiết và điều trị kéo dài hơn 2 tháng sau đó. Và sau đó thì bệnh nhân tiếp tục điều trị miễn dịch đến 11 tháng, là sau 14 chu kỳ thì bệnh nhân ngừng bởi vì khả năng kinh tế của bệnh nhân không có nữa. Thì sau 18 tháng tái khám định kỳ mỗi 3 tháng thì bệnh nhân có phát hiện là chụp một hình ảnh là tổn thương ở sọ não nhưng mà đơn ổ, bệnh nhân hoàn toàn không có dấu hiệu thần kinh. Và cái điều trị tiếp theo xin được đặt ra, thứ nhất là đổi qua một cái miễn dịch khác, xạ trị não hay là đổi sang phương pháp hóa trị, cũng như là chúng ta có thử sử dụng cái liệu pháp đích ức chế KRAS hay không. Và vào thời điểm đó thì qua hội chẩn thì bệnh nhân được điều trị xạ phẫu cũng như là điều trị toàn thân với cái điều trị hóa trị bước 2. Và vấn đề mà tụi em đặt ra trong cái ca lâm sàng này cũng xin ý kiến của ban chuyên gia, đó là thứ nhất là các cái vai trò của dấu ấn sinh học khác ngoài cái PD-L1. Thứ hai là nếu như bệnh nhân ngừng miễn dịch vì lý do tài chính thì cái việc duy trì hóa chất có được đặt ra hay không, và điều trị kéo dài đến khi nào, sau khoảng thời gian bao lâu thì bệnh nhân có thể dùng lại cái liệu pháp miễn dịch ban đầu. Và khi mà đang điều trị mà bệnh nhân thất bại với cái liệu pháp miễn dịch ở bước 1 thì xử trí sau khi thất bại là gì? Em xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý đồng nghiệp. Vâng, chúng tôi xin cảm ơn bác sĩ Tiên. Như vậy đây là một cái ca lâm sàng mà chúng ta thấy là cái chẩn đoán đã rất là rõ ràng rồi ạ. Là một cái ung thư phổi giai đoạn 4. Và bệnh nhân này là ung thư biểu mô tuyến. Có đột biến KRAS G12C, PD-L1 dương tính 35%. Bệnh nhân có u phổi 4x6cm xâm lấn thành ngực. Tiêu xương, xương sườn vai, có xạ hình xương và có di căn xương. Thì rất rõ rồi. Và các đồng nghiệp cũng đã có một cái điều trị tôi thấy là rất là hợp lý ở đây là pemetrexed kết hợp với pembrolizumab, tức là miễn dịch kết hợp với lại hóa trị. Miễn dịch kết hợp với hóa trị thì chúng ta thấy là cái kết quả cũng rất là tốt, đáp ứng tốt, rồi bệnh cũng duy trì được một thời gian rất là dài. Và sau đó thì bệnh nhân này tiến triển và tiến triển bệnh não. Sau 14 chu kỳ thì tiến triển tại não. Cái câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi muốn dành cho bác sĩ xạ trị, xin mời thầy Hoàng, là cái vai trò của xạ trị ở trong cái trường hợp này như thế nào? Đối với một trường hợp mà đã có điều trị toàn thân, ở đây là chúng ta thấy là cái đột biến là đột biến KRAS, không phải là những cái đột biến mà nó rất là nhạy với lại tổn thương di căn não như là EGFR hay ALK, mà là đột biến KRAS, thì cái vai trò của xạ trị như thế nào thì
trong trường hợp này? Thì trong cái bệnh cảnh chung của cái ung thư phổi ở giai đoạn 4 và có di căn não thì chúng tôi cũng thấy như thế này. Trước hết là cái ca lâm sàng của bác sĩ trình bày thì tôi thấy rằng là cái lựa chọn điều trị cũng rất là hợp lý. Cái thứ nhất là cái quá trình đánh giá vi lăng ở cái giai đoạn điều trị ban đầu thì não chưa có vấn đề gì. Thế và sau cái quá trình điều trị theo dõi và chụp phim thế và cũng có hỗ trợ đánh giá và xác định đó là một cái tổn thương mới và một cái biết đến một cái di căn não. Trong cái trường hợp này thì theo cái cảm nhận của tôi cũng hoàn toàn hợp lý. Khi mà di căn não thì nó cũng có những cái hình thái. Thứ nhất là trong trường hợp như thế này thì những tổn thương cũng khá là khương thú. Kích thước thì khoảng độ dưới đường kính là dưới 2 cm đơn độ. Thì tuy chưa có cái triệu chứng lâm sàng nhưng mà cái lựa chọn là một cái sạc mà đặc biệt là sạc phẫu, tức là chọn lọc một cái liều cao tại cái vị trí cư trú và bảo vệ gần như là toàn bộ các cái phần não còn lại thì hoàn toàn là một cái chỉ định hợp lý. Trong một số các cái trường hợp khác và sau cái thời gian này thì cũng có khi quá trình theo dõi bệnh nhân có thể phát sinh những cái tổn thương mới. Ý tôi rằng là trong trường hợp mà bạn lựa chọn điều trị như thế này với cái ca cụ thể như thế này cho đến giờ phút này tôi cho rằng hoàn toàn hợp lý. Trong một số trường hợp khác cái hình thái di căn nó có thể nhiều hơn, nó nhiều ổ, thế rồi hoặc kích thước cái ổ lớn hoặc nó ở cái vị trí cả hai bên não hoặc là cái thể tích mà nó vượt quá cái giới hạn chỉ định của xạ phẫu và đặc biệt là xạ gamma knife thì người ta cũng có thể xạ toàn não trong trường hợp mà vụ là cái điều trị triệu chứng. Một cái vấn đề nữa mà đặt ra trong cái xạ não là những cái thời gian tiếp theo mà cái ví dụ diễn biến của di căn não nó không ổ ạt, nó là có một cái ổ khác ở một cái vị trí khác thì mình nên xạ toàn não hay là xạ phẫu thì đó cũng là một cái sự lựa chọn cần được cân nhắc rất là kỹ. Trong thực tế thì về mặt chỉ định thì hoàn toàn vẫn có thể chỉ định xạ phẫu trong những trường hợp khác với những cái điều kiện là bệnh nó không có những cái tiến triển lan tràn toàn bộ ở những cái nơi khác. Hoặc là có thể rằng là xạ toàn não sau khi đã xạ phẫu với những cái trường hợp mà tổn thương nó lan rộng và nhiều vị trí hoặc là cái có thể có những cái triệu chứng mà mình cần phải can thiệp để bệnh nhân giảm bớt đi trong cái quá trình mà chăm sóc và điều trị giảm nhẹ sau này thì có mấy cái vấn đề của xạ đối với não như vậy. Xạ phẫu thì đối với trường hợp trong trường hợp như thế này thì về cơ bản cũng không có vấn đề gì. Còn trong trường hợp mà xạ mà có chỉ định xạ toàn não thì bây giờ người ta cũng có những cái lựa chọn ví dụ như là xạ não toàn bộ thế nhưng mà là tránh cái hồi hạt mã ở ép cái hồi hạt mã ở dưới một cái ngưỡng liều thông thường khoảng từ 12 đến 15 gray. Thế thì cái tác dụng mà làm giảm đi các hoạt động về chức năng thần kinh ở cái hồi hạt mã thì nó cũng khác và nó cũng cải thiện hơn hẳn so với cái trường hợp mà mình xạ toàn bộ não như trước đây. Thì đấy là một vài các cái kinh nghiệm cũng như là cái chỉ định trong trường hợp này mà tôi cũng muốn thảo luận cùng với các bác sĩ. Vâng, xin cảm ơn thầy Bằng. Như vậy thì tôi cũng đồng ý với quan điểm của tiến sĩ Hoàng, đó là trước tiên là chúng ta sẽ phải giải quyết cái tổn thương não vừa mới xuất hiện trong cái quá trình điều trị. Thế là bệnh nhân này thì trong mấy cái phương án chúng ta có thể được đặt ra như sau. Thứ nhất là do là tổn thương ở ngoài não là hiện tại vẫn là ổn định, tức là không có tiến triển gì cả. Thế thành thử ra là nếu như chúng ta có thể giải quyết được tổn thương não bằng xạ phẫu thì cá nhân tôi vẫn tiếp tục giữ cái điều trị mà bạn đang làm bởi vì nó đang rất là hiệu quả đối với tổn thương ngoài não. Còn nếu như trong trường hợp mà tổn thương ở ngoài não cũng tiến triển cùng với lại tổn thương não thì lúc đấy chúng ta bắt buộc phải thay đổi cái điều trị. Thì có mấy cái sự lựa chọn thì như các đồng nghiệp cũng đã biết ở đây, các đồng nghiệp làm nội khoa rất là đông đảo, và ESMO 2022 người ta có public có đưa ra kết quả của một cái nghiên cứu thử nghiệm pha 3 so sánh giữa cái điều trị bước 2 sotorasib ở nhóm bệnh nhân có đột biến KRAS G12C so với hóa trị chuẩn, thì người ta thấy cái lợi ích rất là rõ rệt của cái nhóm bệnh nhân được điều trị thuốc đích là sotorasib. Như vậy đối với trường hợp này, nếu như chúng ta không giữ tiếp
cái điều trị đang tiếp tục, thì chúng ta cái điều trị tiếp theo tôi là cái ưu tiên nhất vẫn là sotorasib. Còn đối với những cái câu hỏi khác về trường hợp bệnh nhân này, như là khi mà chúng ta dừng miễn dịch và chúng ta chỉ có điều trị bằng hóa trị duy trì thôi do lý do tài chính, vậy thì chúng ta có thể quay lại cái điều trị miễn dịch không? Thì cá nhân tôi thì vẫn lựa chọn sotorasib rồi, nhưng trong trường hợp mà bệnh nhân không thể tiếp cận được cái thuốc đấy vì những lý do khác nhau, chẳng hạn như tại bây giờ bệnh nhân cũng đều phải tự mua chứ thuốc cũng chưa về đến Việt Nam, thế thì chúng ta có thể quay lại cái điều trị miễn dịch không? Thì câu trả lời là hoàn toàn có thể, bởi vì cái điều trị trước đây của bác sĩ Tiên là kết hợp hóa trị với miễn dịch đã cho cái hiệu quả nhất định. Và một cái bây giờ mà chúng ta có thể dựa vào đấy, đó là ở cái Keynote 024, các đồng nghiệp thấy rằng là Keynote 024 là một cái nghiên cứu người ta sử dụng đơn trị miễn dịch so sánh với lại hóa trị bộ đôi ở nhóm bệnh nhân bị phi đâm lăn lớn bằng 50%. Và khi mà bệnh nhân tiến triển sau cái đơn trị miễn dịch đó, vì bất kỳ lý do gì đấy, thì bệnh nhân phải dừng thuốc miễn dịch mà sau này bệnh tiến triển, người ta hoàn toàn có thể re-challenge cái điều trị miễn dịch. Và ở nhóm mà đã có đáp ứng trước đây bằng thuốc miễn dịch thì cái tỷ lệ đáp ứng khi mà re-challenge này nó lên tới 80%. Thì đấy là một cái con số mà tôi thấy hết sức có ý nghĩa ở trên lâm sàng, nếu mà chúng ta có thể quay lại. Những trường hợp này thì không phải là có PD-L1 cao trên 50%, mà trường hợp này chỉ có 35% thôi, thì chúng ta hoàn toàn có thể quay lại cái điều trị miễn dịch như là một cái điều trị bước 2 khi mà bệnh nhân thất bại với lại liệu pháp có platinum ở bước 1. Thì đấy là một cái lựa chọn chúng ta hoàn toàn có thể. Và khoảng thời gian bao lâu có thể dùng lại liệu pháp miễn dịch thì bất kể, bởi vì đây là bệnh nhân đã dừng rồi do vấn đề kinh tế và bệnh tiến triển, thì lúc nào chúng ta cũng có thể quay lại được. Thì đấy là các cái câu hỏi mà bác sĩ Tiên đưa ra. Như vậy thì đây là một cái trường hợp lâm sàng mà hoàn toàn là giai đoạn 4. Chúng ta cũng thảo luận ít những cái vấn đề liên quan đến cái cạnh ngoại khoa cũng như là chẩn đoán hình ảnh để các thầy cô có thể bàn luận. Thì chúng tôi xin phép là dừng ca bệnh này ở đây và để chuyển sang cái ca bệnh tiếp theo. Xin mời bác sĩ Thắng ạ. Trong trường hợp cái ca tiếp theo thì tôi xin hỏi bác sĩ Tiên một cái, bởi vì là trong cái bài trình bày của bác sĩ Tiên là cái hình ảnh sọ não trước điều trị thì là CT và hình ảnh sau khi điều trị là thế thì câu hỏi đặt ra là trước khi điều trị CT hay là chụp cộng hưởng từ có hình ảnh cộng hưởng từ không? Trước khi điều trị thì hình ảnh chụp là CT, mà bởi vì cái thời điểm đó là về lý do mà không khách quan thì máy MRI không có hoạt động nên là chụp CT toàn thân 64 lắp cắt, hoàn toàn không có chụp MRI. Thế thì cái câu chuyện đấy là cái di căn não mà mới và nãy thể hiện là đang tiến triển ấy, là không đáng tin cậy không? Bởi vì trước đó có khi là cũng đã có rồi, có tổn thương rồi và có thể đáp ứng rất tốt, cho nên là đừng quá lo lắng với tổn thương não. Như vậy thì với cái cảm ơn. Vâng, với cái của chuyên gia thì chúng ta nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta sẽ điều trị xạ phẫu cái tổn thương não và chúng ta tiếp tục cái điều trị đang có, thì đấy theo tôi là cái lựa chọn hợp lý, bác sĩ Tiên ạ. Vâng, tiếp theo đây thì xin mời bác sĩ Thắng với ca bệnh thứ tư ạ. Dạ các anh chị và thầy cô đã thấy màn hình share của em chưa? Xin mời. Vâng ạ. Kính thưa thầy cô và các anh chị đồng nghiệp, em là bác sĩ nội trú nữ Việt Thắng, trường Đại học Y Hà Nội. Tôi xin dự cho em hôm nay là được tham gia chương trình để hỏi các trường hợp lâm sàng rất hay từ anh chị. Sau đây em có một trường hợp ca lâm sàng với hai ung thư đồng thời là ung thư phổi và ung thư tuyến tiền liệt.
Đây là một trường hợp bệnh nhân nam 67 tuổi, lý do vào viện là bí tiểu và tiểu dắt. Bệnh nhân có tiền sử Parkinson. Tóm tắt bệnh sử thì bệnh nhân bí tiểu, tiểu dắt, không tiểu máu, đi khám tại bệnh viện địa phương, chẩn đoán là phì đại tiền liệt tuyến. Đã phẫu thuật cắt giảm thể tích qua nội soi, giải phẫu bệnh sau mổ là ung thư biểu mô tuyến của tiền liệt tuyến, đồng thời là phát hiện u phổi, chưa can thiệp gì, được chuyển bệnh viện ca. Đã phẫu thuật cắt tủy tinh hoàn, sinh thiết xuyên thành u phổi trái. Thăm khám lâm sàng thì bệnh nhân có thể trạng tốt, PS0, hiện không còn các triệu chứng của đường niệu, khám cơ quan bộ phận chưa phát hiện bất thường. Các kết quả cận lâm sàng của bệnh nhân, giải phẫu bệnh của u tiền liệt tuyến là ung thư biểu mô tuyến của tiền liệt tuyến, Wilson 5+4=9 điểm, PSA toàn phần trước ADT là 10.38 nanogram trên ml, cộng từ chậu tiểu khung tiền liệt tuyến có phần khuyết trung tâm sau phẫu thuật, cùng ngoại vi bên trái giảm tín hiệu trên T2, T1, ngấm thuốc sau tiêm, PIRAT 4, dọc bó mạch chậu ngoài có vài hạch, hạch lớn nhất 14x7 mm. Trên CT ngực thì có hình ảnh u thủy dưới phổi trái, hai nốt tủy trọng tổ chức kích thước lần lượt là 23x13 mm và 8x6 mm. Thủy dưới phổi phải có nốt tủy trọng tổ chức 10x6 mm, một vài hạch trung thất kích thước nhỏ dưới 8 mm. Giải phẫu bệnh xuyên thành của phổi đã làm hóa môn miễn dịch là ung thư biểu mô tuyến nguồn gốc phổi, TTBN dương, Napsin A dương, PSA âm, xét nghiệm đột biến gen thì IGF-3 âm tính. Các kết quả cận lâm sàng khác có marker của phổi trong giới hạn bình thường, CT bụng, cộng hưởng từ sọ não, xạ hình xương chưa phát hiện tổn thương di căn. Đây là phim chụp cộng hưởng từ tiểu khung của bệnh nhân. Trên phim chụp T1 sau tiêm thì phần ngoại vi ở bên trái tiền liệt tuyến có ngấm thuốc và hình ảnh hạch của bó mạch chậu ngoài. Còn đây là phim chụp CT của bệnh nhân, u thủy dưới phổi trái và nốt đặc ở phía dưới phổi bên phải. Chẩn đoán ban đầu của bệnh nhân là ung thư phế quản trái T3N0MX, theo dõi mở phổi đối bên, ca tiền liệt tuyến T2N1M0. Bệnh nhân này đã được phẫu thuật cắt tủy tinh hoàn, thì PSA toàn phần sau ADT là 5.83 nanogram trên ml. Tóm lại thì đây là một trường hợp ung thư đồng thì với hai ung thư là ung thư phổi và ung thư tiền liệt tuyến. Các trường hợp ung thư đồng thì luôn là một thách thức với các nhà lâm sàng ngay từ giai đoạn chẩn đoán. Như trong trường hợp này thì bệnh nhân đã được chẩn đoán xác định là ung thư tiền liệt tuyến từ trước, sau đó là phát hiện tổn thương phổi. Và câu hỏi đầu tiên đặt ra luôn là cái tổn thương phổi đấy là lành hay ác, nguyên phát hay là thứ phát? Và nếu là thứ phát thì có phải là nguồn gốc từ tiền liệt tuyến hay không? Sinh thiết thì rõ ràng là phương pháp tốt nhất để trả lời cho câu hỏi này và là hướng dẫn tiêu chuẩn cho các guideline. Tuy nhiên trong thực tế lâm sàng đôi khi rất khó khăn để đưa ra cái quyết định mình sinh thiết cái tổn thương phổi do lo ngại về các biến chứng có thể xảy ra cho bệnh nhân. Bởi vậy nên quyết định của nhà lâm sàng phải rất linh hoạt, cân nhắc trên nhiều yếu tố. Ví dụ như trường hợp này thì ung thư biết trước là ung thư tiền liệt tuyến thì chúng ta có thể cân nhắc những yếu tố nguy cơ có tổn thương di căn xa ngay từ đầu, ví dụ như là giai đoạn tại chỗ, điểm Gleason, PSA toàn phần. Đồng thời là cái hình ảnh u phổi cũng sẽ rất có giá trị để gợi ý là lành tính, nguyên phát hay là thứ phát. Cho nên nhân trường hợp này thì em cũng xin ý kiến của thầy cô là những cái trường hợp mà bệnh nhân đã có ung thư xác định từ trước, sau đó phát hiện một tổn thương trên tim CT ngực, thì những cái đặc điểm nào sẽ gợi ý đây là tổn thương thứ phát hay là nguyên phát? Tiếp theo là những cái khó khăn trong việc chẩn đoán của ung thư đồng thì, đấy là chẩn đoán đến từ việc chẩn đoán giai đoạn và tiếp cận điều trị. Như trong trường hợp này thì chúng ta đã có thể khẳng định đấy là hai ung thư là ung thư tiền liệt tuyến và ung thư phổi, nhưng mà chúng ta lại rất khó để có thể chẩn đoán chính xác giai đoạn do một có một cái tổn thương ở phổi đối bên mà không biết chính xác đó là tổn thương di căn của phổi hay là của tiền liệt tuyến. Vì rõ ràng là cái kết luận cho câu hỏi này thì có thể thay đổi hoàn toàn hướng điều trị tiếp theo cho bệnh nhân. Và cho lên câu hỏi tiếp theo của em xin ý kiến của thầy cô, đấy là hướng tiếp cận chẩn đoán và điều trị trên trường hợp cụ thể này. Và những cái trường hợp ung thư đồng thì không có cái guideline nào đồng thuận duy nhất cho tất cả các trường hợp. Vì vậy em muốn hỏi nguyên tắc chung cho những cái trường hợp này là gì, và chúng ta nên tiếp cận cân nhắc những yếu tố nào để có thể chẩn đoán và điều trị cho các trường hợp ung thư đồng thì trên thực hành lâm sàng. Em xin kết thúc phần trình bày ca lâm sàng ở đây và xin được lắng nghe ý kiến các thầy cô và các anh chị đồng nghiệp. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Thắng. Đây một ca lâm sàng nữa cũng rất là hóc búa. Đây là một cái trường hợp mà đã được chẩn đoán là ung thư tuyến tiền liệt bằng cái kết quả mà bệnh nhân khi mà có các cái triệu chứng về đường tiểu thì đã đi phẫu thuật ở địa phương cắt giảm thể tích tuyến tiền liệt và cái giải phẫu bệnh là ung thư biểu mô tuyến tiền liệt rồi. Và khi mà chúng ta đánh giá toàn bộ thì chúng ta thấy là đối với tuyến tiền liệt thì có tổn thương nhu mô tuyến cũng như là có hạch dọc bó mạch chậu ngoài
hạch kích thước là 14 x 17, đấy là cái tệ của bệnh ung thư tuyến tiền liệt ở đây dưới sần là 9 điểm, và bệnh nhân cũng đã được cắt tinh hoàn, cắt tinh hoàn hai bên. Tuy nhiên khi chúng ta đánh giá thì xuất hiện thêm cái tổn thương ở cổ bên trái cộng với lại có cái nốt nhỏ ở cổ bên phải. Như vậy cái chẩn đoán ban đầu của bệnh nhân ở này, bác sĩ Thắng đưa ra là ung thư cổ T3N0MX nghi ngờ với di căn cổ bên bên, và một cái ung thư tuyến tiền liệt T2N1M0. Xin ý kiến của phó giáo sư Giang về cái trường hợp này, chẩn đoán hình ảnh ạ. Cảm ơn Thắng đưa cái ca này rất là khó học hiểu, bởi vì cái học hiểu ở đây nó nằm ở chỗ là như thế này. Thế giới thì người ta có cái phương tiện chẩn đoán rất tốt để chẩn đoán phân biệt giữa cái ung thư tuyến tiền liệt di căn hay là ung thư phổi di căn. Đấy là người ta dùng cái PET với cái chất mang là cái kháng nguyên bề mặt ấy, cái PSMA ấy, cái prostatic specific surface antigen. Cái PSMA nó là cái mà có thể nói rằng là có độ nhạy hơn nhiều so với cả cái 18 FTG PET. Thế thì nói ví dụ chẳng hạn như là về mặt lý thuyết, trong trường hợp như thế này thì chắc chắn là ở những cái nước mà người ta có điều kiện thì là người ta sẽ cho làm cái PET với cái PSMA. Thế và cái nốt nhỏ nhỏ mà nằm ở phía dưới của phổi phải, chẳng hạn như là nó mà ngấm với cả PSMA thì chúng ta biết rằng là như thế nó là di căn từ tính từ điểm lên. Thế còn thì về phía thực hành của chúng ta ấy, thì về mặt nguyên tắc chung, tôi cũng rất là thích cái câu hỏi của Thắng là như thế này. Nó không phải là vấn đề là case by case mà chúng ta đưa ra những cái nguyên tắc gì để chúng ta biết cái con đường đi tiếp. Thế thì chúng ta sẽ có một số những cái biện pháp sau để mà mình chẩn đoán phân biệt. Cái thứ nhất mà nói là chúng ta phải tìm cách để biopsy. Biopsy bởi vì là hiện tại thì là chúng ta đã biopsy được cái tổn thương ở phổi bên trái rồi. Thế còn thì bây giờ có cái nốt nhỏ ở phổi bên phải. Rõ ràng rằng là chúng ta thấy là nếu như nó mà là di căn từ bên phổi trái sang chẳng hạn, thì giai đoạn nó rất là khác để chúng ta không đặt ra những cái vấn đề điều trị triệt căn ở cái một cái tổn thương ở cái giai đoạn 4, giai đoạn lan tràn nữa. Nhưng mà nếu như đấy này là một cái không phải là ung thư phổi di căn sang ấy, thì tôi nghĩ rằng là cái tổn thương ở phổi bên trái vẫn có khả năng là điều trị ngoại khoa hoặc là điều trị xạ trị triệt căn. Đấy, thế cho nên là bây giờ cái câu chuyện nó đặt ra là trong điều kiện của Việt Nam ấy, thì tôi nghĩ rằng là nhất là có các nhà ngoại khoa đồng hành ấy, thì cái chuyện chúng ta lấy cái tổn thương nhỏ xíu bên kia ấy, có lẽ là không khó. Thế và nhân ở đây thì chúng ta cũng thấy rằng là có những cái tổn thương này thì nó nằm ngay dưới bề mặt màng phổi, có thể là phẫu thuật viên mở ra một cái thì nhìn thấy ngay, nhưng mà có những trường hợp nó chỉ cần nằm dưới màng phổi khoảng 1 cm thôi, thì chúng tôi cũng đã từng phối hợp với các nhà ngoại khoa ấy, chúng tôi đánh dấu cái đó bằng một cái kim móc, một cái định vị kim dây giống như là cái định vị vú, hoặc là có thể tiêm xanh như thế này vào đấy để các nhà ngoại khoa khi mở ra biết cái chỗ đấy để người ta làm cái phẫu thuật cắt góc để lấy được cái tổn thương đó. Thế thì theo tôi nghĩ là như thế này, tóm lại thì trong trường hợp này thì cái câu hỏi lớn nhất đặt ra bây giờ là cái nốt nhỏ ở cái thủy dưới của cái phổi phải nó là cái gì. Thế thì bài bản thì chúng ta làm cái PET với PSMA. Nếu không có điều kiện làm cái đó thì là chúng ta nên là sinh thiết cái tổn thương đó, và cái sinh thiết này mà chắc cú nhất thì là phải là sinh thiết qua con đường ngoại khoa chứ không thể sinh thiết xuyên thành được bởi vì tổn thương nhỏ. Xin hết ạ. Vâng, vậy chúng tôi cũng muốn xin ý kiến của phó giáo sư Lưu về vấn đề sinh thiết cái tổn thương đối bên kia. Vâng. Thực ra thì đây là một cái trường hợp của khá là thực tế. Đấy, như vậy là thầy cô cũng như là quý vị cũng có thể thấy rằng là ung thư nó rất là kinh khủng, nó nhiều cái nó rất là hóc búa. Như thầy Giang nói thì thực ra mà nói thì cái bản chất cốt lõi của vấn đề ở câu chuyện này thì chỗ phía tác giả trình bày cũng đã đưa ra rồi. Thế thực sự rằng nói thứ nhất là về mặt giải phẫu bệnh thì chúng ta là cái rõ ràng là ung thư biểu mô tuyến của tuyến tiền liệt rồi, nó rõ rồi. Thế câu chuyện bây giờ chúng ta làm rõ là cái phổi hay là quả thẳng phổi hay là quả thẳng tiền liệt tuyến chạy lên. Đấy, câu chuyện nó rất là đơn giản như vậy. Thế thì về mặt là cái thương tổn ở phổi ở bên trái thì
với cái thương tổn ở ngoại vi như thế kia, kích thước như thế kia, thì chúng ta hoàn toàn có thể là làm chi tiết xuyên thành theo hướng dẫn của CT và hoàn toàn khả thi để chúng ta làm rõ cái thương tổn ở bên trái. Thế thì cái câu chuyện nó đặt ra đối với cái nốt ở bên phải, như thầy Thành có nói, thì thực sự là nói thế này, về mặt ngoại khoa thì, bây giờ ấy, thì là đối với phẫu thuật nội soi thì cái ít xâm lấn nó quá rõ rồi. Tuy nhiên cái câu chuyện đặt ra đối với những cái nốt nhỏ như kia ấy, là chúng ta phải xác định nó. Đấy. Thế thì cho đến hiện nay thì với nhà ngoại khoa nó có ba cái mà chúng tôi hay vin vào. Cái đầu tiên ấy, nếu mà chúng ta nhà ngoại khoa tương đối, chúng ta tương đối là có kinh nghiệm, thì chúng ta sẽ dựa vào cái mốc giải phẫu. Tức là vào chúng ta dựa vào cả cái vị trí của cái nốt sống tương ứng cái nốt đấy. Chúng ta dựa vào vị trí của xương sườn số mấy, nhờ các thầy cho hình ảnh, thầy sẽ xác định cho chúng ta. Và với cái hành tương ấy, bởi vì chúng ta tưởng tượng là khi vào cái phổi nó xẹp, thì nó không phải đúng ở cái vị trí đấy, nhưng chúng sẽ tương ứng, nếu một người phẫu thuật viên sẽ tương ứng cái vị trí nốt đó, thì chúng ta sẽ lấy nó ra. Tuy nhiên là này, có hai cái vấn đề mà như thời gian vừa mới nói, tức là localization, tức là khư trú lại bằng semi-tilen, tức là tiêm nó, và trong vòng khoảng 8 tiếng, tức là chúng ta tiêm chỉ trong vòng 8 tiếng thôi, là vì tiêm ngày hôm trước hôm sau là vào không nhìn thấy đâu, nó khôi tán hết rồi. Đấy, tức là trong vòng 8 tiếng tiêm là đưa bệnh nhân lên mổ, nhìn đúng cái chỗ đấy cắt ra. Đấy thì rất là nhanh, rất là hiệu quả, và hiện nay thì ở Việt Nam cũng đã triển khai rồi. Đấy thì hoặc là một cái nữa mà có thể các nhà chuẩn hình ảnh hỗ trợ cho các bác sĩ ngoại khoa, đó là chúng ta định vị bằng cái như thầy Giang nói, hoặc là có những nơi tôi thấy rằng là người ta tiêm vào đó, người ta qua cái phim cắt lớp, người ta sinh chắc cái kim đó, xong ta rút kim ra, nó lưu lại cái sợi chỉ màu ở đúng cái vị trí mà chúng ta cần làm. Đấy thì là gì, thì là chúng ta sẽ cắt đúng một cái đó, cắt hình trên, cắt hình tam giác để cái vị trí thương tổn đó, và chúng ta mang ra, chúng ta sẽ cắt lát ra và đưa ra làm giải phẫu bệnh để làm rõ cái câu chuyện nó là như vậy. Đối với trường hợp này thì bởi vì nó sát cái vị trí ở cái lá tạng của cái màng phổi ở cái bên trái như thế kia, thế thực tế ra mà nói thì khi mổ vào thì cái người phẫu thuật viên cũng phải, bởi vì nói thì dễ nhưng thực ra khi mổ ra ấy, thì đối với người có tuổi như thế này thì thông thường cái phổi nó rất nhiều những cái nốt màu, gọi là chúng ta gọi là cái nốt than, nó màu lấm tấm đen, nhưng cái cơ bản là nó sẽ thay đổi về mặt hình, về mặt màu sắc và hình thái ở cái vùng đó. Còn nếu nó co kéo thì đơn giản quá rồi, đầu tiên tôi phải tìm sự co kéo, thứ hai là tìm sự thay đổi về cái màu sắc so với vùng xung quanh để chúng ta. Và đương nhiên là khi có cái định vị của nhiều các thầy trò hình ảnh thì nó quá là dễ dàng rồi. Nói tóm lại với cái trường hợp này thì trước tiên thì đối với tôi thì nên chúng ta nên xin chiết xuyên thành giải quyết cái bên trái trước. Đấy, để làm rõ nó là cái gì. Bởi vì cái với cái nốt này thì để mà với một cái thương tổn phổ nguyên phát thì cũng có thể, nhưng mà với một cái ung thư tiền liệt tuyến mà lại cái phương pháp mổ thì tôi thấy rằng là nhìn cái phương pháp mổ đó, bởi bây giờ này có chụp lại là có hạch ở mạch chậu khá to như vậy, thì rất có thể nó là cái tiền liệt tuyến. Nhưng ví dụ nó di căn lên, ví dụ mà trường hợp này mà mổ thì cá nhân tôi cũng đã từng mổ cả hai bên, ví dụ có cô nhân viên thì có gửi xong cho cô bà này, tức là ung thư một bên nhưng bên kia nốt mờ, tôi mổ nốt bên kia, tức là mổ nội soi tôi cắt luôn cái nốt đi ra. Đấy thì rõ ràng là sẽ thay đổi cả cục diện về mặt điều trị. Đấy thì cái cô này cũng giờ cũng rất là tốt, của bạn cái cô nhân viên ở bên hồi sức của Việt Đức giờ rất tốt, khỏe mạnh. Đấy, tức là nó là cái nốt kính mở nhưng mà mổ là cái mổ của cái đối diện, nhưng mà thôi để làm rõ nó với cái phẫu thuật nội soi gây mê tốt như thế, tôi mở nhầm ra và tôi lấy đủ cái nốt bên cửa để tôi làm rõ nó. Còn trong trường hợp này nếu ung thư biểu mô tuyến mà quyết định mổ sau khi về thể trạng cho phép thì không chỉ vấn đề chẩn đoán mà cũng là bởi vì cái phẫu thuật trong di căn ung thư phổi, ung thư tiền liệt tuyến lên phổi thì cũng vai trò của ngoại khoa chỉ là hỗ trợ cho các bác sĩ điều cùng biểu điều trị thôi, chứ không phải là vấn đề điều trị trực căn của các nhà ngoại khoa. Như vậy chúng ta sẽ cắt cái này đi để cho các bác sĩ ung biểu, các cô ấy sẽ điều trị để sẽ làm cũng rất là khả thi, cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà để lựa chọn biện pháp ít xâm lấn, đưa ra cái chế tài, hoặc là ví dụ thế này, tôi lấy ví dụ thế này, bây giờ thì tuyến không can thiệp nữa, chỗ ngoại khoa bộ tốt rồi, chỗ cô Hòa, chỗ các thầy Hoàng bộ tốt rồi, tôi không điều trị tuyến nữa. Thế bây giờ đứng trước thái độ thời gian của không còn một cái nốt nào khác ngoài hai cái nốt này, tức là tôi không tìm bất kỳ một chỗ nào khác, thì ví dụ cá nhân tôi mở thể tạng cho phép thì tôi sẽ lựa chọn ngoại khoa, vừa chẩn đoán vừa điều trị giải quyết luôn, sau đó người ta trong cuộc hòa để cô điều trị.
đây là nói về vấn đề điều trị dị căn trong cái ung thư tiền tuyến dị căn, ví dụ như thế chẳng hạn. Nhưng cái này thì cũng 67 tuổi tùy cái thể tạng, nhưng cả như tôi hoàn toàn thống nhất với thời gian mà chúng ta sẽ sinh thiết kế bên trái trước để chúng ta sẽ có một cái mô bệnh học của bên trái, sau đó chúng ta sẽ tiến hành lần bước tiếp theo để xem là cái bên phải trước, cái bên trái thì chúng ta quay sang cái nốt nhỏ ở bên phải. Bên cạnh đó thì cả đã chi tiết rồi. Thì nó là liên quan đến cái chẩn đoán giai đoạn và từ đó để chúng ta điều trị. Thế và ở đây thì có cái câu hỏi của bác sĩ Thắng đặt ra là đối với là hai ung thư thì thực hành lâm sàng chúng ta cân nhắc lựa chọn dựa trên các cái yếu tố nào, thì nói riêng về những cái ung thư mà trong hai ung thư đấy nếu mà có một cái ung thư nào đấy rất đáp ứng với điều trị và cái sống thêm của bệnh nhân là có thể kéo dài thì chúng ta sẽ có lựa chọn những cái phương án gọi là tiếp cận một cách aggressive hơn, có thể nói như vậy, tức là nghiêng về cái hướng triệt cắt. Thế còn nếu như mà hai ung thư đấy mà đều là những cái ung thư tiên lượng rất xấu, giai đoạn rất xấu, thì lúc đấy thì cá nhân tôi sẽ điều trị, chúng tôi sẽ tập trung vào cái nào mà tiên lượng xấu hơn để chúng tôi điều trị thôi. Thế và cái ung thư còn lại thì chúng tôi cũng chỉ là điều trị vừa phải, còn lý tưởng là chúng ta chọn được cái phác đồ hóa trị nào mà có thể có hiệu quả trên cả hai ung thư thì là tốt nhất. Thế còn cái trường hợp này thì là một cái ung thư tuyến tiền liệt, thì tôi muốn hỏi bác sĩ Thắng là khi mà trước khi chúng ta cắt tinh hoàn thì đã có những cái tổn thương đối bên kia chưa? Bạn mình có cái phim ảnh nào không? Hay là đây là cái phim của cái việc là trước khi cắt tinh hoàn thì bắt buộc bạn phải chụp lại sau khi bạn bệnh nhân đã cắt tinh hoàn. Nếu như cái tổn thương đối bên kia mà nó hết thì tức là chúng ta quy sẽ có thể là gọi là không phải là quy cho nó mà là chúng ta gợi ý nó là cái tổn thương di căn của tuyến tiền liệt và có nhạy cảm với cắt tinh hoàn, bởi vì ADT đối với ung thư tuyến tiền liệt là rất rất hiệu quả. Thế thì xin hỏi bác sĩ Thắng là cái tổn thương mà đối bên kia là trước hay là sau khi cắt tinh hoàn đấy? Tổn thương đối bên này là trước khi cắt tinh hoàn, khi mà bệnh nhân chuyển lên mình nhập viện là mình đã cho chụp luôn viêm phổi, phát hiện hai cái tổn thương này. ADT. Vậy sau khi cắt tinh hoàn thì mình đã chụp lại chưa? Chưa chụp lại. À, vậy thì tốt nhất là chúng ta nên chụp lại. Bởi vì sinh thiết một cái tổn thương bé chút xíu kia và đưa bệnh nhân ra mổ nó là cả một chuyện lớn với công ty lớn. Nếu mà chỉ là để nhằm mục đích là để chẩn đoán thì nó là một cái chuyện rất là lớn. Thế và nếu như chúng ta có thể dùng cái phương pháp khác, chẳng hạn như ở đây là điều trị thử đấy này, ADT mà mất cái tổn thương đối bên kia đi thì tức là có nhạy cảm với ADT và chúng ta sẽ nghĩ nhiều đến việc đấy là của ung thư của tuyến tiền liệt, tránh cho bệnh nhân và cái chuyện là phải đưa nhau ra để sinh thiết, phải cắt cái tổn thương kia đi, đúng không ạ? Thế thì một cái vấn đề nữa được đặt ra ở đây, nếu như mà ung thư tuyến tiền liệt chúng tôi điều trị tốt, tiên lượng sống thêm của bệnh nhân là 5 năm thì ý kiến về phẫu thuật như nào nếu mà chỉ có cái tổn thương phổi trái đến? Vâng ạ, thì vâng, như ban vừa thì cũng vừa mới trao đổi thêm, tức là cũng chưa nói, muốn nói hết một chút, tức là sẽ giải quyết cái bên trái trước, thì cái bên trái, khi bên trái là cái ung thư phổi thì như vậy chúng ta phải làm rõ cái ở cái bên phải, nhưng nếu là bên phải thì mà lại là di căn thì cũng thôi của tuyến tiền liệt. À, cái bên trái ta nói là tổn thương phổi đấy ạ. Tức là bây giờ bên trái là rõ là ung thư phổi rồi, mà cái bên phải mà lại là di căn của phổi thì thôi ạ. Về mặt nội khoa chúng ta không động đến được. Tức là sau khi làm đã chẩn đoán rõ rồi, hoặc là sinh thiết qua nội soi, hoặc là chúng ta sinh thiết bằng biện pháp cắt phông điển hình mà là ung thư biểu mô tuyến của phổi bên này thì cắt ra, thì là xin tốt ạ, cũng không có điều chỉnh về vấn đề ngoại khoa đặt ra đối với cái trường hợp mà cái phổi bên trái nữa. Vâng ạ. Nhưng nếu như mà cái bên phải đấy là của tuyến tiền liệt và chúng tôi điều trị tốt
Thì ý kiến của thầy về việc phẫu thuật triệt căn ung thư phổi thế nào? Và điều trị triệt căn ung thư phổi thì sẽ vẫn đặt ra với cái tình trạng, bởi vì cũng thủy cũng được với lại các thầy các cô thế này, một cái siêu vi mà sống được trên 5 năm của ung thư tiền liệt tuyến mà phẫu thuật nội soi ung thư tiền liệt tuyến mà cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân khá là tốt, với cái thể trạng mình tốt này, với cái phẫu thuật nội soi mà cắt cái thủy dưới của phổi bên trong, tức là cái này thì là t chắc là T1C mà N0M0 ý của hòa để nói cái tình huống xảy ra như vậy, thì sẽ vẫn tuân thủ chế độ điều trị với cái bộ nội soi theo các bước của điều trị được ạ. Vâng ạ, và khả thi và cũng sẽ có phần đem lại kéo dài cái thời gian sống cho bệnh nhân. Vâng, thưa thầy Hoàng, là trong những trường hợp mà hai ung thư như này, đối với cái ung thư phổi mà có khả năng điều trị phẫu thuật triệt căn được, thì ý kiến của thầy về việc lựa chọn giữa phẫu thuật và SBRT là như thế nào? Theo tôi thì đúng, đối với lại đây cũng là một cái câu hỏi rất là hay. Đối với lại những cái ung thư phổi mà ở giai đoạn sớm ấy, thì có chỉ định cả phẫu thuật lẫn cả SBRT, thì hướng của các nhà chuyên môn thì cũng đều hướng tới cái chuyện là nên phẫu thuật. Tuy nhiên rằng nếu một bệnh nhân mà đã có một ung thư, có một cái tổn thương mới, bây giờ đang tính rằng là có thể là một cái ung thư của tại một cái cơ quan mới, hay là một cái oligometastasis ra phổi hoặc là gan, thì thực sự mà nói cái chuyện là lựa chọn là phẫu thuật hay là SBRT thì có thể nói rằng với cái tổn thương mới này thì cũng đều có những thứ. Theo quan điểm của tôi thì về mặt nếu cùng một cái tình huống lâm sàng với một cái tính chất bệnh mà đồng nhất thì mình mổ hoặc mình SBRT cho cái tổn thương này thì tôi nghĩ cũng đều là hợp lý cả. Phụ thuộc vào cái việc là thể trạng của bệnh nhân, các cái yếu tố khác, ví dụ như là tâm lý, trao đổi, ví dụ kinh tế hoặc là sức khỏe chung, các cái bệnh kèm theo. Chỉ có cái rằng là đối với lại cái xạ thì xạ phẫu gọi là xạ phẫu định vị thân ấy, trong cái trường hợp này thì cái cách tiếp cận thì nó không khác mổ ở chỗ rằng là mình có thể sử dụng một cái liều xạ một vài, thậm chí là một mũi tia chỉ duy nhất một fraction cho cái tổn thương ở ngoại vi với một cái liều triệt căn, bệnh nhân cũng không phải đau đớn, không phải can thiệp hoặc là chăm sóc một cái cuộc hậu phẫu hay gây mê hay các thứ gì liên quan như là cuộc mổ, dù là mổ nội soi hay là mổ mở thì cái việc xạ trị thì nó có ưu điểm đấy. Tuy nhiên nó cũng có một cái hạn chế rằng là chúng ta không phải lúc nào cũng có thể bằng các biện pháp không xâm nhập mà mình biết trực tiếp được cái tổn thương đấy nó là cái gì. Thế thì trong trường hợp như thế này thì tôi thấy rằng là nếu như là cái phổi ở bên phải mà là di căn của ung thư tiền liệt tuyến, và sau khi chụp lại cái phim đã điều trị các tinh hoàn mà cái tổn thương đó biến mất, chắc gần như là chắc chắn ở cái đó là di căn của ung thư tiền liệt tuyến, và lúc bây giờ cái phổi này ở giai đoạn sớm hoàn toàn có thể phẫu thuật hoặc là SBRT. Theo tôi thì đây là cái sự lựa chọn 50-50. Đúng là như vậy thì bằng cái câu trả lời của thầy Hoàng thì coi như thầy đã kết luận cho cái ca bệnh này, thì mong rằng là bác sĩ Thắng sẽ chụp lại cái phim CT được để xem là cái kết quả như nào, rồi bác sĩ có thể báo cáo lại với lại tôi và báo cáo lại với thầy Hoàng nhé. Chúng tôi có nhận được một số các cái câu hỏi ở cái phong chat. Tôi xin đọc ở đây ạ. Xin hỏi phó giáo sư Giang, chỉ định nút mạch cầm máu chèn bóng phế quản tiêm cầm máu trên bệnh nhân ung thư phổi có ho ra máu ạ? Từ đó không phải ưu tiên hàng đầu. Bởi vì nó khác với cả những cái trường hợp mà ho ra máu trong những cái bệnh lý mãn tính của phổi, ví dụ như là giãn phế quản hoặc là trong sau lao phổi, thì cái mạch máu mà nó nuôi những cái vùng tổn thương đấy nó có thể to như là cái kim đan, to nó ngoằn ngoèo, nó như là một cái vùng mạch máu mới mà cái lưu lượng máu ở đấy nó rất lớn. Thế và trong những cái trường hợp ung thư phổi ấy, thì là cái được gọi là tăng sinh mạch máu ở đây nó chỉ là những cái mạch máu rất là nhỏ. Thế cho nên là nếu như mà cái mức độ ho ra máu trong cái ung thư phổi thường cũng không lớn, không có dài, cho nên là cái nút mạch không hẳn là ưu tiên. Vậy thì có một câu hỏi nữa cũng tương tự như vậy nhưng mà dành cho vấn đề xạ trị, xin mời thầy. Là bệnh nhân ho ra máu
Trong trường hợp mà ho ra máu thì đối với ung thư phổi thì tôi cũng xin chia sẻ như này về vấn đề xạ trị. Ngay kể cả những cái u không phải giai đoạn muộn, nhưng triệu chứng có thể là chèn ép, hoặc là có thể là ho, hoặc là thậm chí là đau, thì vẫn có những cái điều trị chỉ định, một cái điều trị với một cái liều xạ giới hạn với cái mục đích là điều trị để điều trị cái triệu chứng. Tuy nhiên là cái triệu chứng đó thì nó chỉ là cái điều trị tức thời, không có nhiều các cái giá trị liên quan tới cái điều trị chung của cả ca bệnh. Những cái trường hợp mà ví dụ ho ra máu mà bệnh nhân ở cái giai đoạn rất là muộn, giai đoạn 4 rồi, thì rõ ràng rằng cái cách tiếp cận là điều trị triệu chứng thì nó đúng cả trong trường hợp về xạ trị lẫn điều trị nội khoa. Thế nhưng mà có những cái vấn đề là ung thư nó không phải giai đoạn muộn nhưng nó vẫn ho ra máu. Thế thì cái vấn đề mình điều trị thì nó cái điều trị về xạ trị ấy. Thế thì trong thực tế lâm sàng ngay kể cả khoa tôi cũng như khoa cô Hòa thầy kia hoặc các khoa điều trị yêu cầu cũng vẫn gặp bệnh ở giai đoạn cư trú tại chỗ tại vùng, bệnh nhân vẫn có những cái chỉ định điều trị giảm nhẹ trước khi mà mình điều trị một cái phác đồ đầy đủ. Ví dụ như là cái tính chất của da máu nó cũng rất căng thẳng, nó cũng làm cho bệnh nhân cũng rất nguy hiểm và thậm chí rằng là không chắc đã theo được một cái lộ trình điều trị đa mục đích kết hợp đối với một cái giai đoạn này, thì cái vấn đề điều trị triệu chứng của ho ra máu bằng xạ trị vẫn được đặt ra. Thông thường thì với những cái liều mà để xạ để cầm máu thì người ta có hai cái lựa chọn, tức là cái số lượng lần chiếu rất là thấp nhưng mà liều chiếu thì rất là cao, và một cái lựa chọn thứ hai là cái số lần chiếu nó cũng vào dao động khoảng từ 5 cho đến 8 lần chiếu, và cái liều thì nó dao động vào khoảng độ 3 gram một ngày. Đấy, thế thì với những trường hợp mà như tôi nói lại, tức là nếu như bệnh nhân ở giai đoạn muộn mà có ho ra máu thì cái điều trị bất cứ cái phương án gì cũng đều là có tính chất triệu chứng. Tuy nhiên những bệnh ở cái giai đoạn sớm hơn, cư trú tại chỗ tại vùng mà có dấu hiệu ho ra máu, chúng ta vẫn có thể sử dụng các cái liều để xạ trị cầm máu, sau đó bệnh nhân ổn định và có thể điều trị trở lại phác đồ như là cho cái giai đoạn đó. Đấy là cái chia sẻ của tôi. Vâng, và cái vấn đề ho ra máu thì là một cái cấp cứu ung thư, rất là ung thư phổi thì hết sức là thường gặp. Vậy thì xin hỏi phó giáo sư Lư là đối với vấn đề ngoại khoa thì khi mà thầy gặp bệnh nhân ho ra máu mức độ vừa thì thầy có cái xử lý, có cái phương án thì nó mới không thể để thầy phổ biến cho chúng tôi biết đấy. Vâng ạ. Thực ra thì ho ra máu cũng giống như có thời gian vừa mới lại thầy Hoàng vừa mới chia sẻ, thực sự rằng là nói cái đầu tiên trong ngoại khoa và xác định có can thiệp ngoại khoa khi cái tư tưởng đó nó phải cư trú, thứ nhất là phải biết rõ nó cư trú ở cái vùng nào để chúng ta xử lý. Cái điểm thứ hai nữa là phải bằng các biện pháp can thiệp khác, ví dụ như của thầy Hoàng, ví dụ như là của thầy Giang mà không hiệu quả thì câu chuyện cái tính, và đặc biệt rằng là trong đó có một cái vấn đề nữa ở trong ho ra máu, thì thông thường bởi vì cái ho ra máu trong ung thư phổi không phải là quá là kinh khủng giống như là trong giãn phế quản hoặc là trong cái tình trạng về lao, mà nó làm còn là ho ra máu xét đánh nó kinh khủng khiếp, thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể soi để có thể xác định cái vị trí nó chảy máu cũng rất quan trọng. Thế thì trong cái soi ống mềm bây giờ thì cũng rất nhiều các cái quý vị về nội soi ống mềm, người ta có những cái can thiệp trong nội soi để giải quyết. Vậy còn trong trường hợp mà ho ra máu xét đánh và khó thở thì đúng thực sự đây là một cái rất là khó. Còn cá nhân thực sự đang nói về mặt chia sẻ kinh nghiệm về những trường hợp mà ung thư phổi ho ra máu thì tôi cũng phải chia sẻ là mỗi cá nhân tôi thực sự cũng chưa từng. Còn đối với ho ra máu do lao hoặc là ho ra máu do những cái mà thương tổn do phổi bị lọc hoặc là thương tổn do giãn phế quản cư trú thì cũng khá là nhiều, và cái đấy là hoàn toàn rất là khả thi trong cái vấn đề phẫu thuật. Và hiện nay thì bệnh nhân như thời gian chia sẻ là ho ra máu do giãn phế quản là, thì cái can thiệp của chẩn đoán hình ảnh là cũng rất là tốt trong một số các trường hợp mà nó có chỉ định. Thì nói tóm lại trường hợp này thì phải biết rõ cái vị trí, đã xác định ngoại khoa thì chúng ta phải biết rõ cái nguồn chảy máu nó nằm ở đâu, mà chúng ta khi chúng ta ho ra máu chúng ta vẫn chưa biết nó nằm ở chỗ nào thì cũng là một cái câu chuyện rất là nan giải. Bởi vì là chúng ta vào chúng ta mổ chúng ta cắt chỗ nào, vâng ạ, cái câu chuyện xin chia sẻ như vậy, một thông thường ít khi đặt ra. Tôi xin bổ sung thêm chút là đúng là cái câu chuyện của thầy Lư nói cũng làm tôi cũng hơi giật mình.
Bởi vì là như này này, chúng ta đừng chủ quan là bệnh nhân ung thư phổi ho ra máu thì mình đổ tại cho là tại ung thư nó ho ra máu. Biết đâu đấy là cái ho đấy nó lại là trên cơ địa của một cái bệnh nhân có những cái tổn thương gì trước đó. Và ví dụ như là chúng ta không thể cấm được là một cái ung thư phổi nó xảy ra trên một cái bệnh nhân lao phổi. Thế thì bây giờ cái mức độ nếu như mà bây giờ chúng ta không đi theo cái câu hỏi một cách đơn thuần là ung thư phổi ho ra máu thì làm gì, mà chúng ta phải đặt ra một cái câu hỏi là như thế này: trên một cái bệnh nhân ung thư phổi mà có ra ho ra máu với cái mức độ nhiều ho như là xét đánh, thì cái thái độ lâm sàng là chúng ta cần phải thận trọng xem cái chảy máu đấy có những cái nguyên nhân phối hợp hay không, và chúng ta sẽ đi theo cái hướng là điều trị những cái nguyên nhân đó, ví dụ như là giãn phế quản, ví dụ như là các cái phình mạch sau cái lao phổi. Thì trong trường hợp đó tôi nghĩ rằng là nút mạch lại là cái ưu tiên hàng đầu, bởi vì chỉ có nó mới có thể là cứu bệnh nhân. Trong cái câu hỏi này, trong cái vấn đề này, tôi cũng có một cái chia sẻ thêm chính xác là như vậy. Trong cái việc vì cái câu hỏi số 2 này đặt ra là trên cái bệnh nhân ung thư phổi có ho ra máu, thế thì nhưng mà cái ho ra máu thì không hẳn chỉ có là do cái khối u ung thư phổi nó tạo ra, và mình cũng phải biết được rằng là nó chảy máu do cái vấn đề ung thư phổi hay là không phải ung thư phổi. Thế thì trong cái theo dõi những bệnh nhân mà tia ra máu ho do ho ra máu thì tôi cũng phải thấy như vậy: nếu mà do ho ra máu ở mức độ nặng thì tia xạ cũng không thể làm gì được, mà chúng tôi cũng chỉ tia được ở những cái trường hợp nó dỉ dạng máu theo đờm hoặc là gì, hoặc là nếu có khạc ra thì cũng sẽ ở một cái số lượng ít 10ml chẳng hạn thế, và cơ bản là đờm dây máu. Còn nếu mà đã ọc ra theo kiểu máu tươi thì cái việc mà bệnh nhân có thể tiếp tục chảy máu và thậm chí là có thể là xét đánh trong cái lúc mà mình nằm ở trên bàn tia cũng có thể xảy ra. Chính vì vậy cho nên là ngay kể cả những cái trường hợp mà mình nghĩ nó là ung thư phổi nhưng mà nó chảy, tức là ý tôi nói là chảy ho ra máu do ung thư phổi, nhưng mà vì cái mức độ chảy máu nó quá nhanh, quá mạnh và quá nhiều, cộng với cái thể trạng bệnh nhân yếu đe dọa đến cả những cái vấn đề về mạch và huyết áp cũng như là các vấn đề về huyết động, thì cái vấn đề mà phải hỗ trợ với bên ngoại khoa cũng là một cái vấn đề rất là quan trọng. Một cái mà thực tế lâm sàng là thì thấy rằng là những cái khối u phổi mà ho ra máu thì thông thường ở trên phim CT nó phải có tổn thương ở rốn phổi. Tôi làm cũng tôi để ý, tôi cũng xem, tôi cũng cân nhắc và theo dõi những bệnh nhân, ví dụ như là những cái bệnh nhân mà có những khối u rất lớn xâm nhập vào thành ngực, dính cả vào quăng lên sườn hoặc là tiêu hủy cả xương sườn. Thế nhưng mà những cái trường hợp đấy thì rất ít khi ho ra máu. Nhưng những cái trường hợp mà được chẩn đoán mô bệnh học bằng nội soi và thấy tổn thương sùi ở trong phế quản, thì ngay kể cả những cái u không phải là quá lớn nhưng vẫn có thể có những cái chảy máu. Thế thì qua cái việc mà xác định cái vị trí của cái u, một mặt nữa là cái kích thước của u, thì cộng với cái dấu hiệu ho ra, cái dấu hiệu ra máu, thì mình cũng phải nên cân nhắc và suy nghĩ rằng là cái trường hợp này liệu có phải chảy do ung thư hay không. Tôi xin chia sẻ thêm vậy. Vâng, xin cho cô Hòa xin giải thêm một trận nữa vì đấy là cái vai trò của thời gian. Bởi vì này, chúng ta phải tưởng tượng này, ví dụ ho ra máu trong cái trường hợp cũng xin chia sẻ thêm là do giãn phế quản hoặc là do lao, thì cái câu chuyện chúng ta không phải là xông ngoại khoa mà xông vào do xử lý được ngay, nhiều khi chúng ta không làm gì được. Bởi vì sao? Bởi vì thông thường những cái trường hợp mà giãn phế quản là bệnh nhân đã được điều trị nội khoa rất nhiều lần và cái phổi nó vô cùng dính, để mà tiếp cận được cái ổ đó, để mà kiểm soát được chảy máu thì câu chuyện không hề đơn giản tí nào. Đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là lao cũng như vậy, thương tổn là đã tổ thành thành cái tổn thương lao mà ho ra máu sẽ đánh, thì thực sự báo cáo với lại quý vị các thầy mà ngược ra những nhiều khi nhìn bệnh nhân ao ra máu của miệng cũng không làm gì được, bởi vì chúng ta không gỡ, không có cái thời gian để mà gỡ cái dính cái phổi ra. Chúng ta tưởng tượng khi mà mổ ra để mà kiểm soát được thì cái toàn bộ cái phổi nó phải di động khỏi cái thành ngực, nó không được dính vào thì chúng ta mới kiểm soát nhanh được. Nhưng cái câu chuyện của chúng ta bây giờ là báo cáo với các thầy là gì, có những trường ung thư phổi mà trên nền của bệnh hoặc là những cái giãn phế quản mà mổ thì cái thời gian mổ cắt cái thủy phổi đó nó còn ít hơn cái thời gian chúng ta gỡ dính. Chúng ta để gỡ dính để cắt được cái thủy phổi đấy nó cũng phải mất gần 2 tiếng, nhưng cái mổ chỉ tiếng, cắt cái thủy phổi chỉ tiếng thôi. Đấy, thì đây là cái chia sẻ hết sức là thực tế khó khăn nên để nói cái vai trò nút mạch bây giờ nó rất là hiệu quả. Đấy, và một cái điều nữa là cái soi khí phế quản ở một cái cơ sở, ví dụ cơ sở chuyên khoa là về các bệnh lý phổi chẳng hạn,
thì câu chuyện đấy nó sẽ được giải quyết. Nhưng ở những nơi mà chưa có hệ thống soi tốt thì đúng thực sự đây cũng là một vấn đề. Bởi vì khi có như thế thì ta lên được soi, thậm chí là có cái bóng ý nó bị huyết chảy máu vùng nào, ta sẽ bơm cái bóng vùng đó lên đấy, được chèn tạm thời ở đó. Nó có cái giống như cái dây bên ngoài gọi là cái cơ gọi là cái Pogarty, thì nó bơm bóng vào đầu, cái dây nó luồn ra bên ngoài và người ta chạy tạm thời cái vị trí không cho nó chạy vào được tầng đối diện để cho bệnh nhân đảm bảo sống lại, sau đó thì tìm các nhà chẩn đoán vân vân. Như vậy là cái câu chuyện cấp cứu ho ra máu như là đề bài mà cô Hòa có đưa ra, nó là cả một vấn đề hết sức phức tạp đấy, và đòi hỏi sự phối hợp của rất nhiều các cái bộ phận khác nhau. Như vậy đầu tiên tôi học được của các thầy đúng là phải để cho bệnh nhân sống đã. Chứ bây giờ mà để ho ra máu mà chơi cả vào bên kia nữa thì không còn cách nào để mà chúng ta đi tìm nguyên nhân nữa, phải không ạ? Sau đó mới đến tiếp mục tìm nguyên nhân để mà có cái hướng xử lý. Vâng, thế còn là có một cái câu hỏi dành cho tôi, đấy là bệnh nhân ung thư phổi giận 4 di căn dịch màng phổi đột biến EGFR exon 19 điều trị Tagrisso 24 tháng. 4 tháng nay thì xuất hiện thiếu máu độ 1, hạ bạch cầu độ 2. Hướng xử lý trên bệnh nhân này, vai trò của các thuốc kích bạch cầu trên trường hợp này. Thì thưa các đồng nghiệp, là cái tỷ lệ mà có hạ bạch cầu trên bệnh nhân dùng Tagrisso là có, mặc dù cái tỷ lệ thấp nhưng là có, cá nhân tôi cũng đã gặp rồi. Và đối với trường hợp mà hạ bạch cầu độ 2, nó không ảnh hưởng đến các cái chức năng sinh hoạt của bệnh nhân, cũng như là không ảnh hưởng đến việc điều trị, chúng ta sẽ không phải dùng thuốc kích bạch cầu trên trường hợp này và chúng ta vẫn tiếp tục điều trị. Còn thiếu máu thì trên một bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn 4 có rất nhiều các cái nguyên nhân dẫn đến thiếu máu, và chúng ta sẽ phải tìm hiểu thêm các cái nguyên nhân, chẳng hạn như vấn đề sắt, cung cấp sắt như nào, acid folic như nào, rồi là bệnh nhân có xuất huyết ở đâu không để mà chúng ta giải quyết. Nhưng nếu mà thiếu máu độ 1 thì cũng rất là thường gặp trên ung thư phổi và nó cũng không có ảnh hưởng nhiều đến cái việc điều trị cũng như là chất lượng sống của bệnh nhân. Thì cá nhân tôi đối với trường hợp như này, chúng tôi vẫn tiếp tục điều trị osimertinib và không có phải dùng thuốc kích bạch cầu. Câu hỏi tiếp theo, bệnh nhân có ung thư phổi giai đoạn 4 có đột biến KRAS G12C điều chuẩn là 9560, tuy nhiên vì lý do kinh tế thì việc tiếp cận đến mức liều như thế này là khó khăn, và các cái mức liều khác như là 480 hay là 240 thì hiệu quả như thế nào và có thể là một phương án lựa chọn không? Kính thưa các đồng nghiệp, là bệnh nhân có đột biến KRAS G12C thì chúng ta có nghiên cứu so sánh đối đầu giữa sotorasib và docetaxel là cái điều trị hóa trị chuẩn. Tuy nhiên cái hiệu quả của sotorasib là nó vượt trội so với docetaxel, nhưng cái tỷ lệ đáp ứng của nó chỉ loanh quanh 30% thôi. Chính vì vậy mà sotorasib nó chỉ được approve cho điều trị bước 2, chứ chưa được approve cho điều trị bước 1 trong nhóm bệnh nhân có đột biến KRAS G12C. Và cái mức liều ở đây người ta dùng mức liều tiêu chuẩn. Như vậy thì đối với những cái bệnh nhân này thì chúng ta sẽ, thứ nhất là về dữ liệu điều trị các mức liều khác là chưa có. Tuy nhiên nếu như mà bệnh nhân không thể điều trị tiếp cận những cái điều trị khác, hoặc bệnh nhân người ta đã điều trị mất rồi, những cái điều trị hóa trị bước 2 hay là miễn dịch thất bại hết rồi, không còn một cái gì nữa cả, mà người ta chỉ có tiền để dùng một viên hay hai viên thôi, thì chúng ta cũng vẫn nên dùng cho bệnh nhân và chúng ta sẽ theo dõi, còn hơn là chúng ta không dùng gì cả. Đấy là câu hỏi của tôi cho cái trường hợp này. Chúng ta còn có 4 ca bệnh nữa, phải không ạ? 4 ca bệnh nữa. Và chúng ta sẽ có các cái trả lời nhanh của 4 ca bệnh tiếp theo này. Xin mời ở Viện Phổi Trung ương thì có một cái ca bệnh giai đoạn bệnh nhân 51 tuổi, giai đoạn 3D T4N2M0 được hóa xạ trị đồng thời paclitaxel với carboplatin kết hợp với xạ u phổi 60 gray phân liều I gray duy trì duvalumab 10mg trên kg mỗi 2 tuần, tức là bạn điều trị rất chuẩn mực. Và bệnh nhân xuất hiện viêm phổi do xạ trị khoảng 1 tháng sau khi kết thúc xạ. Trên CT có khối đông đặc thùy trên phổi bên phải và đông đặc kính mờ lan tỏa nhu mô phổi phải. Và đây là bệnh nhân có u thùy trên phổi phải. U thùy trên phổi phải đã được hóa xạ trị, được điều trị duvalumab. Và bây giờ xuất hiện
CT khối đông đặc phía trên và xuất hạ thực hiện các kính mờ, tổn thương kính mờ lan tỏa nhu mô phổi phải không? Vậy thì xin hỏi ban tham vấn là hướng xử trí viêm phổi do xạ trị này và có nên điều trị tiếp Durvalumab hay không? Nếu có thì corticoid bao lâu và sau trong quá trình điều trị nên theo dõi vấn đề gì? Thì đối với câu hỏi về xử lý viêm phổi do xạ, xin mời Hiền Hoàng. Vâng, thực ra thì đây cũng là một cái câu hỏi mà đối với bác sĩ xạ trị nó hơi khó. Cái thứ nhất là cái quá trình nó xảy ra là sau khi đã kết thúc xạ trị, và đối với cái bệnh nhân mà như bạn hỏi đây ấy, thì là một cái hóa xạ trị đồng thời, sau đó thì dừng xạ khoảng một tháng, đúng không? Và trong cái quá trình đó thì đã duy trì một điều trị Durvalumab và có cái viêm phổi phục lên thì có biểu hiện của viêm phổi do xạ trị. Thì đối với một cái bệnh nhân mà theo một cái chu kỳ điều trị thông thường thì cái thời điểm này là nằm ở khoa nội nội khoa. Bởi vì trong cái điều trị đa mô thức ấy, mà của chúng tôi đang áp dụng ấy, thì có xạ trị đồng thời thì chúng tôi sẽ tiến hành cái xạ trị trong các cái xen kẽ giữa các cái đợt hóa trị. Bệnh nhân được xạ trị liên tục mỗi một tuần là 5 buổi, và là cái chu kỳ về hóa trị thì theo cái chỉ định của bên nội khoa. Đến ngày mà cần phải xét nghiệm thì chúng tôi có thể làm xét nghiệm, và đến thời điểm chuyển lên khoa nội khoa để điều trị hóa chất thì chúng tôi sẽ chuyển lên để điều trị hóa chất, sau đó thì bệnh nhân sẽ được quay về khoa xạ trị hoặc xạ trị cho hết liều. Cái vấn đề mà viêm phổi mà do xạ trị thì thực ra như các bạn cũng đã làm về phổi cũng đã biết, nó cũng phụ thuộc rất nhiều các yếu tố, trong đấy nó có cả những cái yếu tố liên quan tới về cơ địa của người bệnh, cả yếu tố liên quan tới cái kích thích, cái kỹ thuật mà mình xạ trị, cả yếu tố liên quan tới tôi gọi là những yếu tố kèm theo, ví dụ như là cái khả năng đề kháng, cái sức chịu đựng hoặc là các bệnh lý kèm theo của từng người, hoặc là bị bộ nhiễm, hoặc là bị những vấn đề mà nó có cái tính chất gọi là từ ngoại lai vào trong cơ thể. Về viêm phổi do xạ trị thì các bạn cũng biết rồi, nó cũng là một cái khi mà cái cơ thể cái mô sống tiếp xúc với lại các cái bức xạ y hóa thì một mặt nó cũng sẽ gây lên các cái phản ứng viêm. Thế mà với những cái phản ứng viêm mà có cái tính chất mà kéo dài, chậm hồi phục, và thậm chí sau khi dừng xạ thậm chí là 6 tuần cho đến 12 tuần, 6 tháng cho đến 12 tháng thì vẫn có thể có cái nguyên nhân là do cái vấn đề về xạ trị. Đi cùng với nó thì nó cũng có cả những cái vấn đề mà bộ nhiễm kèm theo, hoặc là những cái tác nhân khác, ví dụ như là hóa trị làm suy giảm miễn dịch, làm giảm thận cầu, rồi thể trạng bệnh nhân yếu, rồi là bộ nhiễm của môi trường vi khuẩn, rồi là và cái vấn đề sơ phổi sau xạ trị. Điều trị cái vấn đề này thì như thế nào thì tôi cũng nói rằng là mình cũng cần phải nên tránh và hạn chế trước khi mình nghĩ đến cái chuyện là phải điều trị. Chỉ có phải điều trị trong những trường hợp mà bệnh nhân có cái dấu hiệu lâm sàng, có cái biểu hiện cận lâm sàng, và đặc biệt là cái thể trạng chung của bệnh nhân là về chức năng hô hấp bị suy giảm. Trong cái quá trình mà điều trị về xạ trị thì chúng tôi cũng thấy, và đặc biệt là kết hợp với hóa trị, thì những cái vấn đề ví dụ như là thể tích của cái trường chiếu nó xâm nhập, tức là nó cái lượng phổi, cái dung tích phổi lành mà chịu nhận cái điều kia nó là bao nhiêu, thế rồi là bệnh nhân có mắc những cái bệnh phổi mãn tính hay không, cái khả năng về chức năng hô hấp trước khi điều trị thế nào, rồi là cái chế độ về dinh dưỡng cũng như thể trạng là rất là quan trọng. Thế còn một cái đấy là chung về vấn đề viêm phổi do xạ trị. Và khi mà điều trị viêm phổi do xạ trị mà thuần túy chỉ là do xạ trị thì cái vấn đề bạn đặt ra nó cũng phải, tôi cũng thấy rằng là cũng rất khó để có thể mình xác định được cả rõ là nguyên nhân là do chỉ có xạ trị không, hay là do cả các yếu tố khác kết hợp. Ví dụ như là điều trị miễn dịch thì nó cũng có thể gây lên các cái viêm phổi, và điều trị xạ trị nó cũng gây lên các cái viêm phổi, kể cả là trong giai đoạn cấp và giai đoạn mãn tính sau khi mà mình dừng. Thế còn cái tiêu chí của nó thì tôi cũng phải nói như thế này, trong cái quá trình mà điều trị vừa hóa chất và vừa xạ trị ấy, thì những cái yếu tố liên quan như tôi vừa nói đấy thì cũng phải hết sức là lưu ý, đảm bảo cho cái bệnh nhân đủ cái sức khỏe, rồi là
nhất là khi có bội nhiễm thì chúng ta cũng phải sự chủ động sử dụng kháng sinh chống viêm, dùng các cái biện pháp để mà bệnh nhân có thể ho khạc ra được, các cái chất lòng đờm rồi vũ dung để tập thở, rất nhiều những cái chăm sóc về mặt dinh dưỡng, về mặt nước, về mặt các cái chất mà vitamin. Nếu trong trường hợp mà có cái giảm bạch cầu hoặc là có những tác dụng phụ của nội khoa thì cũng phải kết hợp với cả với vấn đề về sử dụng các cái thuốc để mà nâng đỡ. Thế còn thì cái vấn đề mà điều trị trong khi viêm phổi mà trong cái giai đoạn mà đang điều trị Nivolumab như thế này thì có thể tí nữa tiến sĩ Hòa cũng sẽ cho ý kiến thêm. Tuy nhiên là tôi thấy rằng là cái vấn đề mà điều trị corticoid là một cái vấn đề rất là quan trọng đối với lại những cái mà gọi là viêm phổi không xạ trị như thế này, nhưng mà cũng phải xem xét rất kỹ rằng cái tình trạng bệnh nhân có bị bội nhiễm hay không. Đây là cái một số những cái chia sẻ của tôi về chung về cái viêm phổi không xạ trị trong điều trị cũng như là sau điều trị. Thưa Phó giáo sư Giang, về phương diện chẩn đoán hình ảnh thì có thêm ý kiến gì không? Vừa nãy bác sĩ Hoàng có nói về cái chuyện là viêm phổi do xạ trị với cái sơ phổi sau điều trị miễn dịch, thì hai cái đấy cái hình thái khác nhau có thể dùng CT để phân biệt được. Những cái mà nó có cái hình ảnh của cái tăng tình trạng của tổ chức kẽ theo cái phạm vi của chứng yếu như này thì chúng ta có thể kết luận được cái viêm phổi do xạ trị. Trong cái điều trị và xạ trị đồng thời đối với ung thư phổi giai đoạn 3 thì chúng ta cũng biết là cái lợi ích của việc chúng ta điều trị củng cố bằng Nivolumab, và chúng ta cố gắng để làm sao bệnh nhân không bị dừng cái điều trị củng cố bằng Nivolumab đấy một cách mà không đúng, để làm sao cái lợi ích của bệnh nhân là đưa lên số 1 là hàng đầu. Tuy nhiên nếu mà chúng ta phân biệt và chúng ta xét cái độ của viêm phổi nó chưa đúng mà chúng ta tiếp tục cho bệnh nhân điều trị và để nguy hiểm tính mạng bệnh nhân thì lại là lỗi của thầy thuốc. Thế thì và các đồng nghiệp, trong trường hợp mà chúng ta dùng cả hóa xạ trị sau đó chúng ta đang dùng Nivolumab mà xuất hiện viêm phổi, thì dù là viêm phổi do xạ hay là chúng ta kết luận là viêm phổi do miễn dịch thì chúng ta vẫn phải xử trí như nhau, tức là vẫn phải dựa trên cái độ mức độ viêm phổi để chúng ta sử dụng cho liều corticoid và oxy liệu pháp, tức là xử trí thì như nhau. Và cái quyết định chúng ta điều trị tiếp về Nivolumab thì chúng ta phải theo hướng dẫn, bởi vì nếu mà để nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân vì vấn đề viêm phổi thì là thật là không đúng, không được. Thế và cái việc chúng ta xử trí bằng corticoid sau đó, nếu như mà giai đoạn cái mức độ viêm phổi nó đưa về độ 1 thì chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục Nivolumab chứ không dừng. Và cá nhân tôi thì chúng tôi cố gắng là khi mà cái liều corticoid chúng tôi giảm dần và đưa về dưới 10 thì chúng tôi tiếp tục được Nivolumab, nó không ảnh hưởng đến chất lượng của điều trị. Và với một điều kiện, đó là cái mức độ viêm phổi lúc đó phải là độ 1. Còn trong trường hợp mà những cái bệnh nhân mà khi mà chúng ta phát hiện viêm phổi nó đã là độ 3, độ 4 rồi thì chúng ta phải dừng Nivolumab ngay lập tức, chứ không nghĩ đến chuyện rechallenge nữa. Thì đấy là câu trả lời của tôi cho cái ca bệnh này. Nói về cái giai đoạn 3, bởi vì có phẫu thuật viên ở đây cho nên là chúng tôi cũng nhân tiện xin ý kiến phẫu thuật viên. Giai đoạn 3 thì nhất là giai đoạn 3A và có hạch N2, thì ý kiến của anh về vấn đề phẫu thuật hay là về vấn đề hóa xạ trị sau đó điều trị bằng Nivolumab thì ý kiến của anh thế nào? Vâng ạ, thì cũng cảm ơn cô Hoa. Thì cũng xin chia sẻ một chút ở cái giai đoạn 3A. 3A là cái giai đoạn mà cũng rất là nhiều bác sĩ cũng hay có trao đổi với này. Còn về cái cạnh ngoại khoa thì cũng xin trao đổi với các thầy các cô rồi là các quý vị đồng nghiệp thế này ạ. Cá nhân tôi thì là một nhà phẫu thuật, thế thì để mà chẩn đoán ở giai đoạn 3A thì nó có cái hạch N2, có nghĩa là cái hạch ở ngã ba khi tiếp quản, cái hạch như vậy. Thế thì cái hạch này thì nó có hai khả năng đối với tôi. Một là nếu nó là một cái hạch anthracic, tức là cái hạch than hoặc là cái hạch canxi hóa, nó rất là dính. Chúng ta tưởng tượng rằng là để lấy cái hạch này không, câu chuyện nó không hề đơn giản thế nào của bạn ngoại khoa. Thì
tôi sẽ trao đổi với chỗ cô Hòa và để chúng ta sẽ lựa chọn phương pháp và điều chỉnh giảm giai đoạn đi. Để được thì chúng tôi sẽ tiến hành. Còn trong trường hợp mà trên chẩn đoán hình ảnh của thời gian xác định đúng với tôi là cái hạch N2 này là về ranh giới, về về mặt cấp máu mà tôi hoàn toàn về mặt ngoại khoa tôi có thể lấy được hạch này đi, tức là nạo vét toàn bộ cái hạch N2 đi, tức là lấy được hạch ngoài 7 đi. Còn cái thịt phổi thì đối với giai đoạn 3A thì nó hoàn toàn khả thi. Tất nhiên trước đó chúng ta phải chắc chắn vì khi đã vào hạch N2 thì bên đối diện bao giờ cũng phải sở đến là phải chắc chắn do hội chẩn với kỹ với chỗ thời gian để chúng ta khẳng định chắc chắn đầu tiên là cái cận máu là cái bên đối diện, thế đến là các cái vấn đề tầm soát ở vị trí khác, tức là NA gọi là N3 giai đoạn 3A thứ thiệt, tức là chỉ có cái N2 của Hòa, đề bài của Hòa yêu cầu đấy, thì câu chuyện ngoại khoa tôi đặt ra và ngả vẫn đặt ra cũng giống như là cái giai đoạn 4 cũng xin chia sẻ thêm một chút. Đó là giai đoạn 4 mà giai đoạn 4 di căn đỡ nổ, ví dụ như là di căn não hoặc là di căn tiến thực thận. Thế thì cái câu chuyện đối với cái giai đoạn 4 này đấy, có những trường hợp chúng tôi mổ cái u của phổi thì nó còn bé hơn cái u não đấy, mà rõ ràng là giai đoạn 4 nhưng lại là di căn đỡ nổ đấy, câu chuyện nó đang là như thế. Thế thì về cái bệnh ngoại khoa theo một số nghiên cứu mà tôi cũng đã được biết thì ngoại khoa trong trường hợp này vẫn đặt ra, và ngoại khoa thì riêng đối với cái não thì ngoại khoa có thể hai nơi, sau đó đến gặp chỗ ung biếu của cô Hòa. Đấy. Bây giờ thì có gamma này, bây giờ ở bệnh viện ca thì chỗ tiến sĩ Liên, cái gamma này cũng khá là tiến hành để can thiệp về vấn đề ngoại khoa trong bệnh não, hoặc là thực thận, chỉ có phổi và thực thận thôi. Đấy, tức là chỉ có hai ổ thôi, một là phổi, hai là thực thận, hoặc một là phổi, hai là não. Mà tầm soát chắc chắn các cái vấn đề khác, gọi là chúng ta nháy với nhau, gọi là cái giai đoạn đây là thứ thiệt và quyết định để kéo dài cuộc sống cho bệnh nhân, thì vấn đề ngoại khoa vẫn đặt ra như vậy. Trong một số các cái hội nghị gần đây thì chúng tôi cũng thấy là nổi lên một cái vấn đề, đó là người ta cố gắng làm sao đưa được càng nhiều bệnh nhân được hưởng cái điều trị triệt căn, dù là bệnh nhân đã có di căn đơn độc, người ta vẫn cố gắng làm sao là phẫu thuật cả tổn thương di căn lẫn tổn thương nguyên phát, phải không thầy? Vâng. Thế và cũng bởi vì những cái tiến bộ tiếp theo của cái điều trị bổ trợ, cho nên là dù là bệnh nhân đã có di căn rồi mà chúng ta phẫu thuật sau đó chúng ta được điều trị bổ trợ tốt, thì cái kết quả sống thêm của bệnh nhân rất dài. Vâng. Cái ca bệnh tiếp theo ạ, xin mời ban tổ chức. Vâng. Đây là cũng là một trường hợp giai đoạn 3B. Đây là bệnh nhân này thì có cái đặc biệt hơn, đó là có đột biến exon 19 của gen EGFA giai đoạn 3B, cũng điều trị hóa xạ trị đồng thời rồi, sau đó được phục hồi bằng duvalumab. Và vấn đề là bệnh nhân câu hỏi đặt ra cho ban tham vấn là một bệnh nhân mà chẩn đoán không rõ là giai đoạn 3 hay giai đoạn 4 thì có nên điều trị hóa xạ trị triệt căn không? Thì thầy Hoàng thầy giả trả lời giúp cho câu hỏi này. Tôi thì đúng là trong ung thư thì mình cũng ngay kể cả đi ra các cái hướng dẫn điều trị thì người ta cũng giữ một sự đồng thuận, cái sự đồng thuận mà càng cao thì có nghĩa rằng là cái phương án đó được nhiều trung tâm ứng dụng và nó khả thi và nhiều đến một cái mức mà cái độ tin cậy người ta có thể phổ cập, thì lúc bây giờ thì người ta ra cái guideline hướng dẫn. Thì tôi cũng thấy rằng là trong thực tế thì cũng có rất nhiều những cái tình huống cũng như là cái thực tế lâm sàng mà có khi do khách quan, có khi do chủ quan, mà mình cũng không thể có đủ các cái căn cứ để mà mình xác định được rằng là cái trường hợp này nó là thế này hoặc là cái trường hợp này nó là thế kia. Thì cái việc mà hỗ trợ cái gọi là cái tiểu ban đa, gọi là đa chuyên khoa, hỗ trợ trước điều trị cũng như là trong quá trình điều trị và theo dõi bệnh nhân, là đây cũng chính là một cái mục đích rất là quan trọng để mà chủ yếu giải quyết những cái vấn đề mà nó vẫn còn chưa đầy đủ, và như là những cái trường hợp bạn nói. Trong thực tế thì cái tiểu ban phổi của chúng tôi cũng như vậy, tức là cũng sẽ có những cái trường hợp mà cũng nói thật là không phải chỉ ung thư phổi đâu,
nhiều những cái trường hợp ung thư mà mình cũng rất khó để có thể phân biệt được rằng là giai đoạn 3 hay giai đoạn 4. Tôi lấy ví dụ như là mình cũng không có cái căn cứ để xem là cái tổn thương rất là nhỏ ở cái vị trí mà mình cho rằng nó là giai đoạn 4 là nó có từ bao giờ. Cái thứ hai nữa là cái việc tiếp cận đối với lại cái tổn thương mà mình cho rằng nó nếu có thì nó là di căn đấy thì nó cũng không phải là dễ dàng. Thậm chí có những lúc tiếp cận rồi trả lời là dương tính thì mình còn có thể là có niềm tin, chứ còn trả lời là âm tính thì mình cũng chỉ gọi là biết vậy thôi, chứ còn thì cũng không thể nào mà khẳng định được 100% rằng là nếu không phải là cắt ra và kiểm tra toàn bộ cái bệnh phẩm ở khu vực đó. Thế thì trong những trường hợp như thế thì có hội chẩn tiểu ban nó cũng sẽ cho chúng ta những cái sự cân nhắc. Tuy nhiên rằng là cân nhắc gì thì cân nhắc thì mình cũng phải hướng tới cái lợi ích của cái việc điều trị cho bệnh nhân thì nó phải xuất phát từ cái việc là nó phù hợp nhất trong cái bối cảnh đó về mặt chẩn đoán, phù hợp đối với lại vấn đề, có những vấn đề là chuyên môn, có vấn đề là không chuyên môn. Tôi lấy ví dụ như là một cái trường hợp bệnh nhân mà có cái điều kiện để mà điều trị những cái điều trị đắt tiền, có thể điều trị tích hoặc là điều trị miễn dịch, thì cái sự lựa chọn nó cũng sẽ có mở rộng ra một số những cái mà bác sĩ đã cân nhắc. Thế còn những cái trường hợp bệnh nhân, cũng phải nói thật là các cái bác sĩ mà thực hành lâm sàng chúng tôi cũng thấy rằng là không chỉ cái vấn đề y tế, nó không chỉ nằm ở chỗ là cái giai đoạn nào, cái loại tế bào gì, mà nó còn phụ thuộc vào cái hiểu biết, cái trình độ văn hóa, cái khả năng đi lại của bệnh nhân, thế rồi là cái khả năng tài chính của bệnh nhân, thì cái phác đồ nó phải là cái phác đồ có lợi và phù hợp nhất trong cái hoàn cảnh như vậy. Một số những trường hợp mà bảo rằng là giai đoạn 3 thì em điều trị theo kiểu giai đoạn 3 hay là nó chấp chới như vậy, hay là em điều trị giai đoạn 4, thì một câu trả lời chung thì theo quan điểm của tôi là không có một câu trả lời chung cho trường hợp đó, và chúng ta phải thảo luận trên từng cái ca bệnh cụ thể thì mới có thể quyết định được. Nếu như cái sự lựa chọn cho bệnh nhân này mà là phù hợp thì tất cả các ý kiến cũng sẽ được nêu ra, và lúc bây giờ chủ tọa sẽ người mà kết luận cái trường hợp này là chúng ta nên như vậy. Còn đâu những cái trường hợp mà tối đa có thể mình sử dụng bằng các cái kỹ thuật, bằng các cái công cụ mà hiện có để mà phân định một cách rõ ràng nhất thì tôi, theo quan điểm của tôi thì cũng nên cố gắng làm. Tuy nhiên trong thực tế thì nó không phải lúc nào cũng làm được như vậy. Đây là cái chia sẻ của tôi về cái nội dung này. Vâng, cảm ơn thưa ngài. Có phải cái phim này là cái phim mà của bệnh nhân đang trao đổi không ạ? Vâng. Thế lại cái phim PET CT mà trước điều trị tôi thấy có một số các cái điểm bắt thuốc ở màng phổi bên trái. Có thể đây là cái mà bác sĩ nghi ngờ là không biết là giai đoạn 3 hay giai đoạn 4 đấy. Xin ý kiến thời gian chẩn đoán hình ảnh. Vâng, cái này đúng với cái hình ảnh đang show trên màn hình. Nhưng là ở đây còn thấy là có cái hạch ở trung tâm 2 cm, thì là có cả cái tổn thương ở cũng sau xương sườn và có dày nhẹ màng phổi. Thế thì tôi nghĩ là cái hình ảnh ở phía dưới cái số 9, cái dày màng phổi có áp tác SUV là khá là mạnh. Ở đây là SUV có 1.8, nhưng mà cái hình ảnh mà hiển thị chúng ta nhìn thấy là cũng bắt thuốc mạnh, cho nên là chúng ta có thể nói là cái đấy là dương tính đối với bệnh màng phổi. Vâng, ở đây là có cái dày màng phổi đó. Cái người ta đã tách cả ECG. Vâng. Đó, như vậy cái trường hợp mà này thì tôi nghĩ rằng là tôi thì tôi nghiêng về giai đoạn 4 thôi. Lập chưa thời gian nói và bệnh nhân có cái đột biến ở số 19 thì tôi nghĩ rằng là các đồng nghiệp nên điều trị bằng CKA đến trong cái trường hợp này. Chúng tôi xin chuyển qua cái ca bệnh tiếp theo. Của bệnh viện Việt Tiệp. Bệnh viện Việt Tiệp thì có nhờ chúng ta trao đổi thêm 2 ca. Ca thứ nhất là một ung thư phổi giai đoạn 4 di căn, carcinoma thần kinh nội tiết. Điều trị hóa chất, tiến triển sau 2 line hóa chất của u chèn ép trung thất và đã xạ trị, giảm chèn ép là 30 gray.
và hỏi cái hướng điều trị tiếp theo. Thì có phẫu thuật đặc biệt đối với ung thư phổi tế bào nhỏ mà tiến triển sau hai line hóa chất, thì cá nhân tôi thì tôi nghiêng về là chăm sóc giảm nhẹ, bởi vì tất cả những cái điều trị đi sau ấy nó chỉ thêm cho bệnh nhân, ví dụ như có đáp ứng thì nó sẽ giảm, nó sẽ thêm được một tháng, hơn tháng, và thường là cái tỷ lệ đáp ứng nó rất là thấp, nó thường là chỉ 10% mà thôi, kèm theo với bệnh nhân có độc tính. Thế tuy nhiên chúng ta sẽ có một vài các cái yếu tố chúng ta có thể cân nhắc, chẳng hạn như là cái line 1 bệnh nhân đáp ứng rất tốt với hóa trị, và cái thời gian từ cái điều trị line 1 đến cái lúc thất bại, đến lúc mà chúng ta tiến triển chúng ta phải điều trị tiếp theo, nó vượt qua 90 ngày, tức là 3 tháng, thì chúng ta hoàn toàn có thể điều trị lại line 1 phác đồ hóa chất của bước 1. Và cái chúng ta đã có một cái nghiên cứu so sánh giữa việc chúng ta điều trị lại đó với lại cái việc mà chúng ta chuyển sang cái điều trị đơn trị của các bước sau, thì cái tỷ lệ đáp ứng nếu mà chúng ta điều trị lại ở những cái bệnh nhân mà có cái đáp ứng của line 1 và kéo dài trên 90 ngày á, nó lên đến 40%, và như vậy vẫn rất là có lợi ích trên những cái bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ mà nó đang đầy các cái triệu chứng. Thế thì cái này các đồng nghiệp xem lại cái phác đồ mình điều trị ban đầu đáp ứng như thế nào và cái thời gian kéo dài đáp ứng như nào, chúng ta có cái quyết định tiếp theo. Chúng tôi xin mời cái ca bệnh tiếp theo của bệnh viện Việt Tiệp ạ. Đây cũng là một cái ca bệnh mà ung thư phổi giai đoạn 3C T4N3M0 đã hóa xạ và chuyển về bệnh viện Việt Tiệp tiếp tục hóa chất hai chu kỳ polycarbo, xét nghiệm đột biến EGFA âm, KRAS G12C dương, và xin hỏi hướng điều trị tiếp theo. Thì cái này thì các bạn có ý kiến? Tôi thấy rằng là đây là một cái giai đoạn là 3C. 3C đúng không? Hay là đã hóa xạ. Theo tôi thì với cái trường hợp như thế này thì ở cái góc độ về xạ trị thì tôi nghĩ rằng là nếu bệnh nhân không có những vấn đề gì khác và tiếp xúc với xạ trị và hiện tại bệnh nhân ổn định thì tôi nghĩ rằng là cho bệnh nhân theo dõi được. Vâng. Thế còn nếu bệnh nhân mà có thể tiếp cận được cái Duvalumab thì tại sao? Tôi nghĩ rằng là nếu như trong trường hợp mà hoàn toàn tức là cái này là hóa xạ trị hai chu kỳ hóa chất sau hóa xạ trị đấy. Tức là cái vấn đề đặt ra ở đây ấy, là các bạn ấy dựa vào cái nghiên cứu Pacific thì là nếu như mà hóa chất mà kết thúc sau thì sẽ không có Duvalumab nữa đấy. Câu hỏi mà dành cho bác sĩ xạ trị thì tôi đúng là cái này thì đúng là bác sĩ nội khoa trả lời thì là hợp lý. Nhưng mà theo cái cách hiểu của tôi thì ở bệnh viện ca các cái giai đoạn mà điều trị hóa xạ trị đồng thời thì chúng tôi luôn luôn cân nhắc đặt ra cái vấn đề là có điều trị miễn dịch hay không trong những cái trường hợp mà không có đột biến gen mà có chỉ định điều trị đích. Thế thì chính vì vậy cho nên là rất là nhiều các cái bệnh nhân mà trong khoảng độ, tôi nghĩ trong khoảng độ 3 năm gần đây thì hai cái chu kỳ hóa chất nuôi của cái hóa chất trị đồng thời trong giai đoạn 3 nói chung mà không phẫu thuật thì chúng tôi cũng có thể thấy là cô Hòa chia sẻ thêm, nhưng mà tôi cũng thấy rằng là rất là ít những cái trường hợp mà không có điều kiện để điều trị Duvalumab mặc dù có chỉ định thì chúng tôi cũng kết thúc ở cái thời điểm là sau hóa chất trị đồng thời. Thế còn những cái trường hợp mà cái chu kỳ hai cái chu kỳ sau này thì tức là nối sau cái hóa xạ trị đồng thời là hai chu kỳ hóa chất nữa thì cũng có những cái trường hợp có tính chất hết sức là ca bệnh để chúng tôi sẽ hội chẩn với bên bác sĩ nội khoa để cân nhắc xem có những cái gì mà có thể chưa có ở trong guideline hoặc là trong các cái nghiên cứu thực tế mà nó gọi là hướng dẫn điều trị, nhưng mà có những sự lựa chọn theo case study để bệnh nhân có thể được hưởng những cái lợi ích. Đấy là ý kiến của tôi. Vâng. Theo tôi thì đúng như anh Hoàng nói là cái lợi ích của việc mà chúng ta điều trị các cái chu kỳ hóa chất tiếp theo của hóa xạ trị đồng thời thì gần đây người ta thấy rằng là
cái lợi ích nó hầu như không có, mà nó đơn thêm độc tính viêm phổi và nó làm rút ngắn cái thời gian sống thêm của bệnh nhân. Thế ở đây tại sao mà lại các bạn lại điều trị hai chu kỳ paclitaxel carbo theo sau hóa xạ trị? Thì đấy là theo cái thiết kế của cái nghiên cứu trước đây, người ta đã dùng paclitaxel carbo kết hợp với xạ trị, sau đó người ta nối tiếp hai chu kỳ nữa, và bây giờ cái đó vẫn nằm trong guideline. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng nếu chúng ta trao đổi với bệnh nhân mà bệnh nhân có điều kiện để tiếp cận với durvalumab thì chúng ta nên cắt hai cái chu kỳ này để bệnh nhân điều trị durvalumab sau ngay sau hóa xạ trị đồng thời, và cái thời gian mà bệnh nhân bắt đầu durvalumab càng sớm càng tốt ngay sau xạ trị, tránh để phải hai chu kỳ hóa chất này rồi chúng ta mới tính chuyện dùng durvalumab. Thì nó là chúng ta đang ở vào cái thế bị động, mà cái bị động này lại do chính chúng ta tạo ra. Thế thì chúng ta nên trao đổi với bệnh nhân trước, nếu người ta có điều kiện tiếp cận Luva thì chúng ta cắt hai cái chu kỳ này đi để chúng ta dùng Luva. Và ngay trong nghiên cứu Pacific cũng có một nhóm bệnh nhân người ta điều trị paclitaxel, tức là trong các cái phác đồ kết hợp với hóa trị với xạ trị của người ta cũng có phác đồ paclitaxel nhưng hoàn toàn không có hai cái đuôi paclitaxel đi sau. Thì đấy là cái chúng tôi muốn trao đổi về cái điều trị hiện tại của bệnh nhân này. Thế còn cái điều trị tiếp theo có nên điều trị miễn dịch hay không? Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta không biết lợi ích của việc điều trị miễn dịch tiếp theo đối với bệnh nhân này như nào. Chúng ta phải điều trị chúng ta mới biết được. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã mất các hai chu kỳ hóa chất rồi. Chúng ta không có dữ liệu của những bệnh nhân mà hóa trị kết hợp hóa trị lại đi sau xạ trị và kết hợp với Luva. Đó, mà không có dữ liệu. Thế và cá nhân tôi thì chúng tôi thấy rằng là cái thời gian mà chúng ta ngưng xạ nó khá là lâu trước khi chúng ta bắt đầu Luva. Thế thì bây giờ nếu mà để mà điều trị củng cố durvalumab thì chúng ta không có dữ liệu, nhưng trên cá thể hóa chúng ta vẫn có thể làm, với điều kiện là các bạn phải theo chụp chiếu đánh giá lại toàn bộ. Nếu như bệnh nhân chưa có tiến triển sau hóa xạ trị thì chúng ta vẫn có thể làm gọi là off label, nhưng mà chúng ta vẫn có thể giải thích được cái chỉ định đó của chúng ta. Như vậy là chúng ta, các thầy khác còn có comment gì cho các ca bệnh? Vâng, như vậy là chúng ta đã trải qua một cái thời gian hơn 2 tiếng với 4 ca bệnh chính và 4 ca bệnh chúng ta thảo luận thêm. Chúng tôi cũng học được rất nhiều từ các cái tình huống lâm sàng này của các quý đồng nghiệp, và cũng các thầy cũng cho chúng tôi những cái dữ liệu rồi những cái kinh nghiệm về trên các cái khía cạnh khác nhau, chẩn đoán hình ảnh như xạ trị, như ngoại khoa, như nội khoa ung thư, để mà giải quyết các tình huống lâm sàng phức tạp cũng như là những cái cấp cứu ung thư thường gặp. Và chúng tôi hy vọng rằng là với các cái vấn đề mà chúng ta thảo luận ngày hôm nay sẽ đem lại nhiều lợi ích cho các bệnh nhân của chúng ta cũng như là cho các thầy thuốc. Và một lần nữa thì chúng tôi xin cảm ơn ban tham vấn thầy Đan, thầy Lư và thầy Hoàng, xin cảm ơn các quý đồng nghiệp đã gửi các ca lâm sàng cũng như là gửi các câu hỏi trong quá trình MBT Live để chúng ta thảo luận. Và cảm ơn các quý đồng nghiệp đã tham gia chương trình. Cảm ơn công ty AstraZeneca và Bệnh viện Ca đã tạo ra một cái sân chơi và học tập hết sức là bổ ích và lý thú cho tất cả các thầy thuốc. Một lần nữa thì xin chào và xin chúc sức khỏe.